sống chung với người thương chưa chắc đã hiểu nữa. Cho nên mình sống chung á, mình hiểu được nhau, sống lâu, sống bền, sống có chấp nhận, sống có tha thứ, có bao dung. Trở lại, khi mình lấy thức ăn thì mình nói, mình hồi nãy mình cái thứ nhất là mình no rồi mình nói không ăn nữa, nhưng mình cái tham nó khởi lên, thứ hai nó phát triển, nói thôi lấy hộp tôi vô. Nhưng mà lấy gì thì lấy cũng đâu lấy hết, phải không? Đó là chỉ một thứ thôi, còn nhiều thứ. Bây giờ nè, mình muốn đi ra ngoài đường, ít xe, lái nó khỏe, nhưng mà cũng một lem thôi, chứ không lẽ gì không có xe cho nó lạng sao không? Lạng kiểu đó cảnh sát còn thăm lẹ nữa, hỏi anh có uống rượu say không? Rốt cuộc cũng đi không một đường chứ mấy. Phát hòa hay có cái tập suy tư mấy chuyện gì đó. Mà cái đó là gì? Đó là thiền. Thiền đâu phải ở trên tọa của Bồ Đoàn. Cái đó mới thiền, cái tọa, cái bàn tọa thôi mà. Thiền là cái này. Cái này phải thiền. Cho nên mình không khéo, mình ngồi thì có ngồi mà không có thiền. Tại cái tâm mình nó vẫn mông lung. Ngồi thiền quanh năm suốt tháng mà cái cách sống không sâu sắc. Cách sống nó cạn cợt, nó ngắn ngủn. Thí dụ như ai mà tốt với mình khi mình tươi tắn lên, ai mà không tốt với mình cái mình không dễ thương. Thậm chí xin phép sám hối đại chúng, nhiều khi mình nói kỳ, ai cúng nhiều vui, cúng ít không vui. Không được. Có nhiều khi người ta phiền não, người ta chưa có thẩm thấu, người ta chưa có hiểu được mình. Ta hiểu mình khác, ôi cái cô đó, cái ông đó, cái chị đó nói vậy chứ không có sao hết á. Ta hiểu mình rồi ta tha thứ mình được. Nhưng trên đời này mấy người hiểu mình? Đa số là người ta chỉ biết vậy thôi. Tôi biết đó, cái bà đó bà sân lắm. Tôi biết đó, cái ông nó ổng si lắm. Tôi biết đó, cái ông kia cũng tham lắm. Nhưng mà ví dụ như người ta hiểu xong chứ, trời ơi nó tham chứ nó không có ăn đâu, nó đem gì nó cho không à. Ta hiểu được cái chiều sâu đó là ta tha mình liền. Nhưng mà có ai biết cái việc mình làm đâu. Cho nên tại sao chúng ta phải sám hối? Sám hối để nhờ những cái lời kinh mình tự nói không được, không biết nói. Mà nếu mình mà có trước Phật mà mình nói, không có nói mấy này đâu. Mình không có nói là tội của con là gì, lỗi của con là gì, cũng có ít lắm. Mình tới trước Phật nói Phật phù hộ cho con. Nói nghe cho nó hoa mỹ thì giờ thân tâm an lạc. Nhưng mà nói đúng ra là gì? Cho con mạnh giỏi, cho con bình an. Nhưng mà tại vì chư tổ là cái người đã trải qua những cái khổ, cho nên các ngài viết lên những lời sám hối đó để cho mình có một cái phương pháp mình nương vào, cái chữ, cái câu kinh mình nương vào để mình phát lồ sám hối. Trong Phật giáo sám hối nói cho đủ, nếu mà nói cái nghĩa chân, nghĩa tròn của sám hối là phải nói bốn chữ phát lồ sám hối. Tại sao? Phát lồ là gì? Hay lộ, đúng ra là phát lộ. Chữ lộ là gì? Là hiển bày ra, làm cho nó có mặt ra. Phát là khởi lên, dám nói lên những cái sai của mình, gọi là phát lộ. Ngày xưa các vị viết sách đó, người ta trước khi người ta vào sách, người ta có một cái lời ở phía trước tên là đôi lời phi lộ. Tôi có vài lời tôi muốn trình đọc ra. Mình mà bệnh á, mình xúc được mồ hôi á, nó mới khỏe, phải không? Xúc mồ hôi hạn. Bệnh mà không có xong, mồ hôi nó không ra, nó còn trong người mồ hôi bệnh, cho nó ra mồ hôi để nó có mồ thơm. Mình tu tập mà mình có phát lồ sám hối, sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Hồi nãy quý vị có đọc sám hối sáu căn phải không? Đây là một cái bản văn sám hối của một đức vua Việt Nam.
Đó là vua Trần Thái Tông, thế kỷ thứ 13. Ngài là một ông vua rất muốn đi tu, nhưng khi Ngài lên tới núi, Ngài gặp một vị thiền sư trên núi, thì thiền sư hỏi Ngài: Hoàng thượng lên núi này chẳng hay có việc gì? Nếu trẫm muốn làm Phật. Thì thiền sư trả lời: Phật không có trong núi, Phật ở trong tâm. Hoàng thượng còn nhiều việc phải làm, nhưng mà nếu hoàng thượng mà trở về, hoàng thượng tu tập mà vẫn làm vua, thì hoàng thượng vẫn có thể tu tập và điều hành đất nước được. Thì khi đó Ngài trở về hoàng cung, Ngài tiếp tục làm vua, nhưng mà Ngài tu tập, Ngài tự tay Ngài soạn một cái bản văn sám hối cho chính bản thân Ngài. Cái văn sám hối đó tên là Lục Thời Sám Hối Hoa Nghi. Một ngày chia ra 6 lần. Đầu hôm, tức là giữa cái vừng mặt trời vừa lên, sáng sáng trước, rồi buổi trưa, rồi cái xế chiều, rồi chiều là tối. Cứ mỗi một thời như vậy đó, Ngài sám hối một căn, chia ra là sám lục thời, tức là 6 thời sám hối khoa nghi. Và Ngài lấy 6 căn làm cái đề mục để mà sám hối. Tại vì tất cả những cái lỗi của chúng ta, có thể tội thì chưa nha, lỗi là gì? Có những cái mình sơ ý mình làm. Tội là gì? Khi mình cố tình mình làm. Thí dụ như mình dép với dép mà để gần nhau, mang nhầm, đem lại trả, kêu xin lỗi. Thấy đôi dép đó giống của mình mà đôi mình nó cũ hơn, thôi để gần đi, lát cái mình giả bộ mình mang lộn. Chuyện này là gì? Cố tình châm chĩa. Mà đâu có sao. Ví dụ lỡ mà mình đi về sớm mà người ta không phát hiện thì coi như là mình sống. Còn nếu mà người ta lỡ mà người ta nhìn ra thì nó tôi xin lỗi, tôi mang nhầm. Cái có cái tâm ý trong đó thì gọi là tội. Mà tại sao nó thành tội? Tại nó do ba việc. Mình á, có cái gốc tham. Tại vì mình có cái gốc tham. Rồi cái chiếc giày đó nó đẹp quá, nó mắc tiền, nó mới quá, mà nó giống của mình nữa. Mà mình mới có cái áo mà chưa có cái đôi giày nó giống nữa. Cái đó gọi là duyên tham. Nó có cái tạo cái duyên. Mà đồng thời để cái chỗ khúc nữa. Không ai duyên tham. Vô đây tụng kinh nhưng mà nghĩ sao lát là chôm đôi giày rồi. Mà nghĩ cái cách mà chôm đôi giày đó là cách thức tham. Ba cái nó kết hợp nha: nhân tham, duyên tham, cách thức tham, thành tội. Chứ đâu phải tự nhiên. Cái gì nó cũng phải có duyên, có nhân, có quả. Đấy, nhân làm cái gốc tham của mình, duyên là cái của có sẵn, phải không? Nhân với duyên thành ra quả, quả là ăn cắp thành công. Cho nên nhân quả đó, nói tắt thôi, nói cho đủ là nhân, duyên, quả. Bất cứ cái gì nó cũng vậy. Bây giờ ngược lại, mình có nhân tu. Nhân tu là thích tu. Duyên tu là ngày mai chùa tổ chức tu, phải không? Thích tu, đến chỗ mà ta tạo cái duyên cho mình tu, rồi mình ráng mình tu thành cái quả tu. Cho nên nhân quả nó không có xấu. Ăn thua là cái ý thức mình đưa vào đó. Nhân gì, duyên gì để được cái quả gì. Nhân, duyên, quả. Cho nên á, mình phải có tâm ham tu. Đó, quý vị phải có ham, có tâm ham nghe pháp, có tâm ham tu. Chiều nay chiều thứ 6 mà đi đâu mà rần rần vậy. Mà tuần này lại là Mother's Day nữa, long weekend nữa.
tiệm dũa đắt lắm, có nhiều người xin phép không được nữa. Mà ráng lắm mới được có mặt ở đây, tranh đấu lắm mới được tu 3 ngày. Cho nên cô nào, chú nào, anh nào, chị nào mà tranh đấu dữ lắm mới được vô đây 3 ngày đó, thì phải tu để đừng có phụ lòng người chủ cho mình nghỉ. Người ta cho mình nghỉ để mình đi tu. Cho nên ráng tu tập cho có phước, tu tập cho có hạnh phúc. Trở vô tiệm làm tươi rói, ta nói trời cho đi tu về 3 ngày thấy khác nha, tươi ra đó. Ngược lại, chồng con hay vợ con cho mình vô chùa mình tu 3 ngày, về nó phải tươi lên chứ. Trời ơi, về hầm hầm thấy nhà cửa bê bối, tôi đi tu về mệt mà nhà cửa vậy. Thì ở nhà tôi nói sao, chắc tôi ở nhà tôi nằm chắc nó mệt. Phải không? Mà đôi khi mình nói thôi, mình không có nghĩ. Cho nên á, thì Ngài mới dựa vào cái căn của chúng ta. Chúng ta có 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Rồi nó nhân với 6 cảnh. Tại vì mỗi cái nó có cái đối tượng của nó. Mắt á, thì cái đối tượng của mắt là gì? Là hình sắc. Tai thì đối tượng của tai là gì? Là âm thanh. Mũi, đối tượng của mũi là gì? Là mùi vị, hương, mùi thơm. Rồi lưỡi, đối tượng của lưỡi là gì? Là vị nếm. Đối tượng của cái thân này là gì? Là xúc chạm. Để mà nóng, lạnh, mềm, cứng vân vân. Rồi đối tượng của ý là gì? Là những cái nhận thức phân biệt. Thí dụ Pháp Hòa nhìn có con mắt nhìn này, nhưng mà nếu Pháp Hòa không có cái ý, không có ý thức, không có cái thức của con mắt, thì Pháp Hòa không biết cái này là cúc. Chỉ là nhìn hoa vậy thôi. Nhưng mà nó thêm có cái thức của con mắt. Tiếng Anh dịch là cái conscious. Cái conscious, cái biết của con mắt đó. Cái ý này là cái biết của con mắt đó. Cho nên nói này cúc. Bắt đầu phân biệt tiếp. Cúc đại đoá, vàng anh. Cúc này đẹp hơn cúc trắng. Và đại đoá thì đẹp hơn tiểu đoá. Thí dụ vậy. Cho nên mình có con mắt, mình nhìn cái cảnh, mình phân biệt. Nhưng mà nếu mình phân biệt mà có mình có cái sự đắm chìm, thì cái này nó là thành là trần, sắc trần. Còn mình chỉ nhìn nó, mình không có dính mắt gì, gọi là sắc cảnh. Cảnh thôi, không dính mắt gì hết. Ví dụ như mình đi khắp nơi, mọi chốn, rồi mình gặp hết tất cả mọi người mà mình không có dính mắt ai trơn, thì người mình vẫn thấy không? Vẫn thấy hết. Nhưng mà không có người nào mình để tâm hết, thì cái đó là chỉ là sắc cảnh thôi. Nhưng mà tự nhiên mình gặp một người nào đó, mình để ý, mình xin số phone, mình về mình nhớ cái nụ cười người đó, thì cái người đó trở thành là sắc trần. Phải không? Có khi đi hết cuộc đời vẫn không tìm được một người mình yêu. Có khi chỉ một buổi chiều mình gặp người đó mình yêu tới già. Cho nên á, Ngài Trần Thái Tông á, Ngài dựa vào 6 căn của chúng sanh: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Ý á, là có tham, có sân, có si. Còn thân á, là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng á, thì nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời vô ích. Tức là nếu mà chi chiết ra, mỗi căn nó có những cái lỗi của nó. Như nãy quý vị thấy không? Con mắt á, thì á, thích nhìn hoa giả mà hình nhìn hoa giả mà quên chân thật. Thường thường á, cái hoa mình nhìn mình thấy nó đẹp, nhưng mà thủy chung nó là tạm. Còn ánh trăng không bao giờ mờ, không bao giờ phai nhạt, trăng luôn sáng.
Chẳng qua lâu lâu có đám mây nó bay tới nó che, cho nên mình mới gọi là trăng tròn, trăng khuyết, trăng mờ, trăng nhạt, là vì mây nó che. Chứ bản chất trăng là không bao giờ có sáng tối gì hết, nó vẫn là một vầng trăng sáng đó. Nhưng mà hãy mình nhìn thấy hoa, trăng nó sáng, thấy hoa cái quên trăng. Nói thì thế gian là gì? Có trăng quên đèn. Nhưng mà nói theo cái Phật á, là đôi khi cái thật nó mãi mãi nó không biến đổi thì chúng ta quên, còn cái gì nó biến đổi thì chúng ta lại mê nó. Thí dụ như cái tâm của mình, cái chân tánh của mình, nó là từ bi, nó là hỷ xả, nó là rất là đẹp. Nhưng mà mình sống mình lăn xả ra đời cái mình quên hết tất cả những cái đó. Thậm chí mình tức quá, mình giận quá, mình nói Phật ơi cho con xin nghỉ tu một chút, con giải quyết cái đám này xong. Nghe thì nó vui đó, nhưng mà mình rõ ràng là có những cái mình có nhưng mình quên. Tại vì sao? Mình bị lôi kéo. Chứ hồi nãy cái lời sám hối mở ra viết lên lầm hoa giả mà quên trăng thật, cái câu nó mang hai ý. Cái hoa thì nó có thay đổi à, nhưng mà trăng thì mãi sáng, nhưng mà lâu lâu mình thấy mờ là tại mây che. Vậy thì trong nhà Phật á, mây là để biểu tượng cho cái gì? Cái trường hợp này mây che trăng là tượng trưng cho gì? Nghiệp lực nó che đậy, còn chân tánh mình như vầng trăng vẫn sáng. Cho cái câu mà ngàn mây ngàn nước ngàn trăng hiện, mấy dặm không mây mấy dặm trời, là muốn nói tới cái chỗ đó. Trăng thì nó không có tròn khuyết, nó không có mờ tối gì cả, nó vẫn sáng vậy đó. Nhưng mà khổ thay, mình cứ thích cái giả, quên trăng thật. Yêu ghét rồi xấu đẹp cạnh tranh, mình nhìn cái cảnh đó bắt đầu mình thể mà thương á thì trái ấu nó cũng tròn, mà không thích rồi á thì cái bồ hòn nó cũng méo. Đó. Thương nhau á, cao 6 thì bổ 3, mà ghét nhau á, cao 6 bổ ra làm 10. Thương nhau thương cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng. Lầm hoa giả mà quên trăng thật, yêu ghét rồi xấu đẹp cạnh tranh, rồi chẳng hay mặt thật của mình ra sao. Mặt thật của mình là gì? Là cái tâm, cái chân tâm của mình, bản lai diện mục của mình. Nên cái câu đó là cái câu mở đầu, ví dụ vậy đó. Thì chưa nói thì người dân á mà chết á thì bình thường, mà hãy người thân mà chết á thì lệ lòng xót xa. Cho nên hồi xưa đó, bà Visakha, bà lên với Đức Phật, bà khóc và nói đứa cháu bà chết. Đức Phật nói nếu mà trong cái thành Tỳ Xá Ly này mà tất cả những người ở trong thành này mà đều là con cháu của bà hết, bà chịu không? Nói dạ con nghe thì thích đó, nhưng mà con nghĩ kỹ lại rồi, nếu mà bà con trong cái thành phố này mà đều là của con hết, chắc ngày nào con cũng khóc hết, tại vì ngày nào cũng có người chết đó. Mà Đức Phật nói một câu rất là hay, nếu mà nước mắt của chúng sanh đó, mà khóc mà có thể chứa lại được đó, nhiều hơn nước bóng biển. Thật, nước mắt của chúng sanh đó, nếu mà khóc mà không có tan biến mà chứa lại là nhiều hơn nước bóng biển. Nội cái khổ chồng hay là bao nhiêu nước mắt, khổ vợ, khổ con, khổ công ăn, sự nghiệp vân vân, bao nhiêu nước mắt. Cho nên khi mà mình đọc sám hối không phải là mình hì hục, mình lại để mình lấy điểm với Phật. Nhưng mà cái giây phút đó mình quên cái tâm mình lại, nó không còn tán loạn đi đâu hết, để mình nhận ra những cái sai lầm của mình qua cái lời văn của các tổ. Có thể mình tụng xong mai mình làm tiếp đó, nhưng mà ít nhất trong một giờ đồng hồ đó mình chí thành,
mình thay lỗi, rồi mình sám hối, rồi ngày mai á mà lỡ mình có làm nữa đó, nó cũng sanh chút tâm tàm quý. Tàm quý là gì? Xấu hổ. Trời ơi, hôm qua hiền hợp lại Phật, rồi sao bữa nay dữ vậy? Thì nhớ chực vậy cái sao? Thôi bớt dữ, bớt thôi chứ chưa hết, phải không? Lúc đó mình cũng phải tự nói với mình, you good girl, you good boy. Cho nên mình quy y đến chi? Quy y để mình giữ cái giới đó, rồi lỡ mình có phạm á, mình biết tàn quý. Chứ quy y đỡ lắm. Có nhiều vị mới nói, thôi tôi còn tội lỗi lắm, tôi chưa dám quy y đâu. Rồi có nhiều người nói sao? Quy y rồi mà làm nó tội còn hơn. Mô Phật, bộ không quy y làm không tội. Anh vô quốc tịch rồi hay là anh không vô quốc tịch, anh phạm pháp xử giống nhau. Nhưng mà nếu mà anh có quốc tịch mà anh phạm pháp đất nước khác, có thể đó cực cứu người ta mới bóc anh về, nước kia không được xử tội, bóc về thôi. Cho nên có cái passport đỡ lắm. Ai mà chưa có cái Buddhist passport, ráng Phật đản này đăng ký ghi danh lấy cái passport. Vô họ nói vậy chứ thì có còn mới nói, thưa đại chúng là mình có biết, mình không phải là mình biết mà mình phạm tội nhiều hơn, là biết mà lỡ phạm rút tay lại, ăn năn hồi tâm tàm quý. Cho nên trong bảy cái tâm sám hối, trước hết là phải có cái tâm tàm quý. Tàm quý là gì? Tự mình xấu hổ với mình, gọi là tàm. Tự mình hổ với mình, tự mình xấu hổ với người khác, gọi là quý. Tự tàm quý tha. Cái cách nhớ là vậy. Tự mình hổ với mình, tự mình thẹn với người, hay là tự mình thẹn với mình, tự mình hổ với người, gọi là tàm quý. Đức Phật có một cái bài kinh dạy về sáu căn. Trong cái bài kinh nó như thế này: mắt là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, với những loài thuyền quái, với những trận cuồng phong. Có không? Có nhiều khi con mắt mình, trời ơi, mình nhìn ai mà mình thương cái rồi, nhìn đắm đuối tha thiết. Nhưng mà mình không ưa ai rồi sao? Trợn trắng trợn trồng lên, nó xéo bên này, nó méo bên kia, chưa nói khi mình giận dữ lên, phải không? Mắt là đại dương sâu, nó thâm sâu lắm. Xin thưa đại chúng, có nhiều người, người ta nhìn người ta đâu, người ta không cần phải điều tra gì đâu, ta nhìn mình nói chuyện mà con mắt mình sao, ta biết chiều sâu của mình. Thí dụ, hoặc là nói ví dụ nha, mà không phải em ví dụ thôi nha. Ví dụ có nhiều người ta ngồi nói chuyện với mình mà mắt họ không có, thường thường á, mình nói chuyện là phải eye contact, nói thì phải nhìn, nói chuyện người ta mang mắt láo lia thì người ta định nghĩa sao? Này gian lắm. Mắt là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, với những loài thủy quái, với những trận cuồng phong. Đọc trong kinh thấy Phật đưa những cái ví dụ, nhưng mà thật, mình thương ai, mình ghét ai, mà thậm chí đó, mặc dù mắt không trợn vậy đó, nhưng mà trong chiều sâu của ông đó là một trái tim thương yêu. Cho nên người mẹ thỉnh thoảng cũng thể hiện tiêu diện vậy. Chồng rồi ăn không? Muốn nó ăn nhưng mà tại nó nghe lời cầm rồi. Cho nên quý vị thấy không, giữa người mẹ đánh con và một người hàng xóm đánh con của mình, hai cái tâm nó khác à. Người mẹ ruột mà đánh đứa con và người hàng xóm đánh đứa con đó, thì người hàng xóm là bực bội ghét bỏ, còn người mẹ hung dữ đánh, nhưng mà trong lòng nó cả một cái tình thương. Cho nên họ rất thấm cái câu: có những lúc mẹ giận hờn trách móc, nhưng trong lòng lệ mẹ vẫn thầm rơi.
trời đang ấm sao hồn con buốt lạnh, dù ngày nay con đã lớn khôn rồi. Con chợt hiểu cho dù bao nhiêu tuổi, mất mẹ rồi đời vĩnh viễn đơn côi. Con thèm quá, thèm được nghe mẹ mắt. Nhưng hết rồi, những ngày tháng yên vui. Hồi đó mẹ mình mắng mình đâu có vui. Nhưng giờ mình muốn nghe lại cái tiếng đó. Chị lân mạnh tướng đó. Mắt là đại dương sâu với những đợt sóng ngầm, với những loài thủy quái, với những trận cuồng phong. Nhưng không sao, cứ tôi. Thuyền tôi đi trên những cơn sóng, xin nguyện nắm vững tay chèo. Mình có đang đi trên sóng không? Có phải không? Cái lúc dịch bệnh mình đi theo dịch bệnh, đeo khẩu trang, đứng xa xa, gặp nhau bắt tay, cụm tay vậy không? Hồi xưa đâu có chịu chấp tay xá đâu, giờ dịch bệnh quá gặp nhau xá đi để nó đừng tới nó bắt tay mình. Mình là những người đang có đủ 6 căn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý và đi trong cuộc đời này, đi với những con sóng. Cả thân mạng này là một con thuyền. Thuyền tôi đi trên cơn sóng, xin nguyện nắm vững tay chèo. Tay chèo đó là gì? Đó là tay chèo của chánh niệm. Mình á, tu không tu gì, cái bản chất phàm phu nó giống nhau. Cái tham, cái đắm, cái ái nhiễm nó giống nhau. Nhưng mà tại vì nó đỡ cái là cái này nè, cái áo, cái đầu này, nó cũng thắng mình được chút, chứ có giỏi gì đâu. Cho nên cạo đầu không phải tu, nhưng mà giờ cạo đầu nó mới tu. Chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Tụng kinh không phải thành Phật, nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh. Tại vì chư tổ đã dạy: kháng kinh giả, minh Phật chi lý. Mình có kháng kinh, tức là mình xem kinh là lời dạy, thì mình mới rõ được cái lý của Phật. Không có kháng kinh thì làm gì hiểu. Tọa thiền giả đang Phật chi cảnh, có ngồi thiền mới an hiểu được cái định tĩnh của tâm. Tối trước khi đi ngủ ngồi lại 5-10 phút, sáng trước khi đi làm ngồi 5-10 phút. Quý vị cứ ngồi đi, ngồi dùng nó qua 15 phút sáng, 15 phút tối, bảo đảm một thời gian sau quý vị không là Phật, nhưng quý vị là chính mình. Sống có biết dừng, biết chậm, và không để cho cái giận hờn, tức tối, phiền não nó lối mình như ngày xưa nữa. Thế thôi là đủ hạnh phúc rồi. Phật đâu có biểu mình tu tới thành Phật đâu. Tại chuyện thành Phật lâu dài lắm. Bây giờ mình thành một con người sống biết dừng, biết chậm, biết nhìn thấu, biết thương sâu. Còn bình thường á, mình cứ declare, tuyên bố tôi nóng lắm. Biết nóng mà sao không sửa? Vậy thì mới biết thôi. Người ta mới nói tôi biết chị nóng, tôi mới sống chị tới bây giờ. Tôi biết anh nóng. Tại người ta hiểu đó nha. Ta hiểu mình đó. Ta hiểu đó. Mặc dù ta chưa cảm hóa gì mình đó, mà ta chịu đắm ăn sôi tới giờ đó. Ta đi trên những cơn sóng, mà ta vững tay chèo á, để ta chịu đời mình. Thuyền tôi đi trên sóng ngọc, xin nguyện nắm vững tay chèo, để không đắm chìm trong biển sắc mênh mông. Đó là mới một căn thôi nha, căn mắt. Rồi bây giờ tới lỗ tai cũng quán vậy. Tai là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, với những loài thủy quái, với những trận cuồng phong. Thuyền tôi đi trên sóng ngọc, xin nguyện nắm vững tay chèo, để không đắm chìm trong biển thinh mênh mông.
Mũi cũng vậy. Mũi là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, với những loài thủy quái, với những trận cuồng phong. Thuyền tôi đi trên sóng ngầm, xin nguyện nắm vững tay chèo để không đắm chìm trong mũi hương mênh mông. Quán sao cả. Thì Pháp Hòa nghĩ Ngài Trần Thái Tông chắc Ngài cũng đọc kinh Phật. Hôm nào có dịp Pháp Hòa sẽ lấy toàn bộ cái cuốn Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi này giảng cho đại chúng nghe. Rồi đại chúng sẽ thấy rằng cái kiến thức của Ngài Trần Thái Tông mênh mông. Trước khi mà Ngài vào mỗi một căn đó là Ngài đem những cái điển tích, Ngài nói những cái điển tích, những câu văn hay lắm. Mà cái bộ này Pháp Hòa đã giảng một lần năm Pháp Hòa 19 tuổi. Nhưng mà rất tiếc là lúc đó không có thâu lại. Không có thâu lại. Lần sau mà có nói thì chắc có phương tiện thâu lại. Nhưng mà trong lòng cũng có cái thầm nguyện. Đủ duyên thì Pháp Hòa sẽ nói lại cái bộ đó. Để chi? Thứ nhất, mình phải trân quý tác phẩm của cha ông mình. Đó là Ngài Trần Thái Tông, một đức vua của người Việt, một thiền sư Việt Nam mà cư sĩ, thiền sư cư sĩ, mà Ngài đã soạn ra cho tự thân Ngài sám hối. Bây giờ mình thấy hay quá, mình đem ra mình tụng, mình lập cái thời sám hối cho mình. Nếu mà đủ duyên mà Pháp Hòa tìm lại được thì Pháp Hòa cũng tìm lại cái bài sám hối mà ngày xưa Pháp Hòa đã tự viết để cho tự mình sám hối. Năm đó Pháp Hòa 15 tuổi. Khi 15 tuổi mà đi xuất gia đó, thì một hôm Pháp Hòa ngồi trong cái lớp học. Thường thường Pháp Hòa hay vô lớp sớm. Thì ở trong trường Pháp Hòa nó có một cái dãy, có những cái computer cho học sinh vô học. Thì Pháp Hòa hay vô sớm. Vô sớm đây chị đánh những cái bài kinh mà mình viết, hay đánh những cái gì mình muốn. Mà lúc đó đánh máy đâu có bỏ dấu. Đánh máy rồi trong trường có máy in, mình in ra thôi. Hồi đó là còn cái loại máy Macintosh bự tổ chạc, rồi cái floppy disk ấy, nó viết xong mình save vô cái đó. Rồi Pháp Hòa có viết cho Pháp Hòa tự một cái bài sám hối. Mỗi ngày tụng kinh xong tự mình thầm đọc cái bài sám. Rồi lâu quá cất cái bài đó. Hôm nào nếu mà Pháp Hòa đủ duyên tìm lại được cái bài đó đọc cho đại chúng nghe. Cho nên á, nếu mà mình dựa, mình hiểu được cái phương cách rồi, phải không? Tự quý vị mỗi ngày quý vị tự sám hối cũng được. Nếu không có thời gian, không có theo bài bản được, tự mình, tự mình 5-10 phút gì đó, mình ở trước cái giây phút đó là giây phút gì, mình nhìn lại, quán lại. Và đồng thời thuộc cái câu nãy mình nói, con mắt, cái tai, cái miệng, cái mũi của mình ngày nào mình ở trong những cơn sóng. Tại vì sao? Nhiều hấp dẫn quá, nhiều thứ hấp dẫn quá. Nội cái bây giờ, nội cái ăn thôi, quý vị thấy không? Nội cái ăn thôi mà bây giờ đủ kiểu đủ cách. Mà ăn càng ngon, càng fancy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Càng nhiều bệnh. Mà mình ăn, nếu mà mình xin nguyện nắm vững tay chèo để không đắm chìm trong biển vị mênh mông, ngon thì có ngon, nhưng mà bệnh thì thôi xin chữa. Ngon thì có ngon mà thôi đủ no rồi thôi, để không đắm chìm trong đó. Chứ làm sao mình khỏi nó được. Bất quá là mình là những người đi trên những cơn sóng với 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Xin phép chia sẻ này với mấy anh thanh niên. Có nhiều anh lên tham vấn: thầy, con biết con có vợ rồi, mà sao cái tấm tánh con kỳ quá, thấy cô nào đẹp đẹp con cũng ngắm nghía một chút, khởi tâm một chút. Rất là thành thật. Pháp Hòa mới nói chuyện đó rất bình thường. Nhưng mà cái tu của mình ở cái chỗ là mình biết đó chỉ là cảnh thôi, đi ngang thôi,
Sau đó rồi sao? Mình phải trở về cái ý thức của mình. Là cho nên cái câu mà truyền giới thứ ba đó, ý thức cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình. Bổn phận của mình bây giờ là một người chồng, một người cha. Mình không thể làm hơn được nữa. Cho nên tu á, không phải là cái gì mà mình nhận ra được tất cả những cái gì nó đang xảy đến trong trong đời sống của mình mỗi ngày. Dù là những cái tâm lý, những cái sinh lý, những cái bình thường. Nhưng có một cái hay là đã có vững tay chèo để không đắm chìm trong biển sắc, biển ái mênh mông. Chứ là mình đâu phải là cái thí dụ như mình gặp mà mình trơ trơ đó đó thì mình tu riết mình biến mình thành thành đá, thành sỏi sao, đâu phải. Một con người rất bình thường, biết hết nhưng mà biết dừng. Xin nguyện nắm vững tay chèo để không đắm chìm trong cái biển đó, biển sắc, biển thanh, biển vị, biển xúc. Cho nên ngày xưa tại sao mà Phật không có cho các thầy ngủ cái giường quá rộng, ngủ cái giường vừa đủ, gọi là cái đơn. Đơn là gì? Đơn là single, là đơn chiếc. Nghĩa là ngủ cái chỗ đó nó vừa đủ. Tại vì sao? Tại vì cái theo cái khuynh hướng bình thường, hễ mà rộng thì mình làm gì? Lăn. Mình lăn, mà mình lăn thì mình thoải mái. Mà thoải mái thì sao? Đắm chìm ở trong cái feeling thoải mái đó. Mà thậm chí mà các thầy mà ngủ trong rừng á, nếu mà các thầy mà ngủ trong rừng á, tìm được một gốc cây nào mà ngủ mà im ả một chút á, mà cảm thấy trời chỗ này ngon quá đó nha, ba đêm thôi nha, không được ngủ tới đêm thứ tư á. Phật kỹ đến mức như vậy. Cho nên á, cạo đầu cũng có cái lý. Để chi? Để cho nó bớt đi những cái hình sắc. Nhưng mà những vị ta cạo xong ta vẫn đẹp. Em không dám nói à. Này quý vị tự khen à. Nhưng mà nếu nói cho đúng ra là rất là modern. Cái áo này tuy nó bình thường vậy mà nếu Pháp Hòa mà bây giờ Pháp Hòa mà ra ở đây có cái mo gì hả? Sài Gòn Mo à? Có không? Nếu Pháp Hòa mà ra Sài Gòn Mo với đại chúng là người ta sẽ nhìn Pháp Hòa hơn. Tại Pháp Hòa lúc khua. Thưa đại chúng là hôm nay chúng ta tụng sám hối sáu căn. Chữ căn là gì? Căn là cái gốc. Sáu căn nghĩa là sáu cái gốc rễ mà sinh ra các lỗi. Đó là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Và những cái đối tượng của nó là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Và những cái phân biệt để chúng ta vui buồn, khổ đau theo nó là thức. Là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, tỷ thức, thân thức, ý thức. Cái khổ của mình là chỗ cái thức có phân biệt. Sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, sáu lần ba là 18. Cho nên mình có sâu chuỗi 18 hộp. Cái sâu chuỗi tai 18 hộp. Đức chuẩn đề có 18 tai. Bồ Tát chuẩn đề có 18 tai. Tượng trưng cho sáu căn, sáu trần, sáu thức. Và trên mỗi bàn tay của Bồ Tát cầm một pháp khí. Có khi là một cái bánh, có khi là một cái bông, có khi là một cái kiếm, có khi là một sâu chuỗi. Đó là phương tiện để độ. Còn mắt của mình nó vẫn còn thích sắc phải không? Nhưng mà thay vì mình tìm những cái hình sắc khiêu gợi gì đó làm cho mình bị đắm chìm, thì bây giờ hình Phật, tranh ảnh của Phật, tức mình thay đổi cái đối tượng của sắc. Đó là phương tiện. Nhưng mà mình biết rằng hình Phật đó cũng chỉ là phương tiện do mình tưởng tượng lên. Quan Âm dáng vẻ vậy, rồi vẽ vậy. Cho quý vị đi thấy Quan Âm không giống Quan Âm nào hết. Người Hoa thì rất thích là cái người phúc hậu,
cho nên tròn trịa mới đẹp. Cho nên Quan Âm của người Hoa là người nào cũng có nọng, còn người Việt là thích ốm, cho nên Quan Âm của người Việt là ốm ốm thon thon. Chẳng hạn Đức Quan Âm đứng trước đó, Quan Âm Việt Nam đó, thon thon. Còn Quan Âm ở trên Tây Thiên là Quan Âm Trung Quốc, bự bự. Đấy, mỗi một cái mình nhớ là đó là biểu tượng. Cho nên mình biết cái hình ảnh cũng là phương tiện rồi. Bây giờ cái tâm mình nó còn chạy nhảy quá, phương tiện lấy sâu chuỗi làm để niệm Phật, để cái tâm mình nó bám vô chuỗi. Vậy thì sâu chuỗi cũng là phương tiện thôi. Nếu mà cái này là một quyển sách bình thường có thể vất tùm lum, nhưng mà nếu mình tuyên bố đây là quyển kinh thì mình phải có một chút tôn trọng. Mà đôi khi cũng quên nè, đang cầm quyển kinh vậy mà gặp thầy tới là kẹp nắp ngon lành. Để chi? Để xá thầy. Thế mình quên lắm, nhiều khi mình kính thầy cái mình quên kính kinh. Nhưng mà cuốn kinh phải hơn chứ, phải không? Cho nên ví dụ lỡ mình đang cầm quyển kinh, mình gặp quý thầy, mình gặp những người khác mình muốn chào, mình làm sao? Cầm hai cái tay vô cuốn kinh cúi đầu, không có cầm cuốn kinh xá mà cũng kẹp đây. Có nhiều khi đang tụng kinh vậy đó ha, mở kinh ra tụng vậy, tới cái bài nào mình thuộc đó, cái mình muốn cho mọi người biết bài này tôi thuộc, gấp kinh lại kẹp nắp tụng để cho mọi người biết bài này tôi thuộc. Cái lát cái ông thầy bắt vào bài mới, chết cha, bài này bài gì đó, mở nắp ra. Cho nên á, những cái đó là những cái react bình thường, những cái phản ánh bình thường trong cuộc sống. Mà nếu chúng ta dừng lại được, ồ tại sao kinh mà mình lại để vậy, lấy nó ra, vậy thôi. Cho nên cuối cùng Pháp Hòa cũng thưa đại chúng là gì? Tu là người đủ khả năng xử lý, giải quyết mọi tình huống. Nghĩa là mọi tâm hành mình nó biến đổi, mọi việc gì nó xảy ra, mình đủ khả năng nhận biết. Thí dụ lỡ mình có để quyển kinh vào trong cái cánh tay mình, nhưng nhận thức được rồi thì lấy quyển kinh ra. Lúc đó mình mới nói với mình, tu là vậy đây, vừa thấy sai liền chỉnh. Khi mình đi ngang thấy cái ghế nó méo, mình khởi cái tâm đầu tiên là kệ, ai làm gì làm, phải chuyện của mình. Hoặc là chuyện đó của người kia, phải chuyện của mình. Hoặc là có người làm mình làm chi. Tất cả những cái gì nó khởi lên để mình không chỉnh cái ghế, thì mình tự nói với mình, tại sao mình được ngay trong giây phút mình được chỉnh mà không chỉnh, lại chỉnh cái ghế cho nó ngay. Pháp Hòa luôn luôn, nhiều lúc mình cũng sanh cái tâm lười vậy. Thật tình đi ngang thấy cái đó mình cũng khởi cái tâm lười, nhưng mà cái giây thứ hai đó đấy, ủa, rồi mình đi lên pháp tòa mình nói quá trời mà sao mình không có làm gì mình nói cho vậy. Cái thì mình trở lại mình làm cái đó. Thưa đại chúng, mình cũng là con người, có những lúc cũng lười biếng, có những lúc giải đãi, có những lúc gì buồn giận không muốn làm, vân vân. Thậm chí mình nói mình muốn người ta vô đây làm mà tại sao mình phải làm. Những cái lúc mình khởi như vậy thì mình nói với mình, tại sao mình được cơ hội mình không làm. Nhiều khi mình đâu còn cơ hội nữa. Giống như ngày xưa, sách xưa có câu, mộc dục tịnh nhi phong bất định, tử dục dưỡng nhi thân bất tài. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, con muốn nuôi cha mẹ nhưng mà cha mẹ đâu còn nữa. Nhiều khi mình muốn làm chuyện đó mà không làm được, mà trong khi mình được cơ hội là không làm. Cho nên Đức Phật dạy một bài kinh rất hay: lúc còn trẻ phải tu, tại lúc già yếu ớt, quên tới quên lui tu không được. Phải không? Trẻ tu phải không? Lúc còn khỏe phải tu, tại vì lúc khỏe không lo tu, lúc bệnh tu sao nổi. Rồi lúc già phải nói già phải lo tu, tại vì già là nó sắp chết, mà không lo tu chết ai dẫn đường. Rồi lúc người nào mà bệnh á, Phật nói lúc bệnh phải nên tu, tại vì bệnh
nghĩa là mình không còn cơ hội. Cho nên đâu rốt cuộc rồi á, hoàn cảnh nào cũng tôi, trẻ, khỏe, bệnh, già đều tôi hết. Lúc giàu nên tu và chia sẻ, để lỡ mình không có cái còn cái phương tiện mình sẽ chia. Lúc nghèo cũng chia sẻ, tại vì do mình không chia sẻ cho nên mình mới nghèo. Thời giờ ráng bố thí để tạo phước. Nhưng mà Phật đâu có biểu là mình phải làm gì mà quá, phải không? Làm gì trong khả năng của mình, mà thậm chí không có gì hết. Chỉ cần một lần mình tha thứ, mình bao dung, hay là thậm chí một lời nói của mình cũng đều là bố thí. Bố thí không cần phải tiền của, tại vì bố thí nó có ba loại. Bố thí tiền là tài sản đó, và một vật chất. Bố thí pháp, bố thí vô ý. Ngày mai mình sẽ học một cái bài kinh rất hay. Pháp Hòa mỗi khi mà đọc kinh, thấy bài kinh nào hay thì làm dấu, ghi lại, rồi có cơ hội chia sẻ với đại chúng. Hôm nay nhân ngày chúng ta sám hối sáu căn, thì Pháp Hòa trước hết giới thiệu tác phẩm này. Thật ra thì nếu mà nói sâu sắc thì còn nhiều thứ, nhớ đây tổng quan. Người chế ra pháp sám này là Đức Vua Trần Thái Tông, một Đức Vua Việt Nam. Thứ hai là bài kinh mà Đức Phật nói đó, sao về sáu căn. Thì mong đại chúng sau này mình có cơ hội đọc cái bản văn này thì chúng ta thầm biết rằng đây là một bản văn sám hối của Đức Vua Việt Nam, và Ngài đã tự thân Ngài sám hối bản văn này. Ngày nay dù mình đã cách Ngài 1,000+ năm, nhưng mỗi khi chúng ta đọc sám pháp này thì mình biết rằng Ngài cũng đang ở trong lòng của mình. Và Ngài là ai? Trong cái lễ hồi nãy chúng ta lễ Trúc Lâm Đại Đầu Đà, Ngài xưng Ngài Đầu Đà là gì? Là một người tu khổ hạnh ở trên rừng, trên núi tu khổ hạnh, gọi là tu Đầu Đà. Ở trên cái Ngài tự xưng Ngài là Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Và hai người đệ tử nối tiếp đó là Ngài Pháp Loa và Ngài Huyền Quang. Cho nên ở trong cái lễ hồi nãy mình lễ đó, có ba vị mình lễ đó: Trúc Lâm Đại Đầu Đà, tổ sư Trúc Lâm Đại Đầu Đà, tổ sư Pháp Loa là nhị tổ của phái Trúc Lâm, và tổ sư Huyền Quang là vị tổ thứ ba, là ba vị tổ của cái thiền phái Trúc Lâm. Và ngày nay sư ông Thanh Từ coi như là tiếp nối cái con đường mà thiền tông của Ngài Trần Thái Tông. Thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng, thì chúc đại chúng an lạc cuối tuần. Đủ duyên thì chúng ta sẽ gặp lại vào 2 ngày tới, thứ bảy và chủ nhật. Mong quý vị trong 2 ngày này mình có 2 cái tâm niệm. Thứ nhất là mùa Phật đản, chúng ta tu tập để đem cái phẩm vật này dâng cho Đức Thế Tôn. Thứ hai là Mother's Day, và mình tặng cho mẹ mình, dù là mẹ còn hay mẹ đã mất, cũng không gì bằng sự tu tập. Mẹ còn thì mình hồi hướng công đức tu tập cho mẹ khỏe mạnh, mẹ mất thì mình hồi hướng công đức này để mẹ nương nhờ công đức mà sanh về cảnh lành, nương theo tu tập. Cho nên bằng 2 cái tâm niệm cúng dường cho Phật là bậc thầy của mình, hay là người cha lành của mình, và Mother's Day là người mẹ sinh ra mình trong đời này, thì chúng ta có 2 người rất quý trong cuộc đời này, người thầy tâm linh và người mẹ sinh thành. Chúng ta dâng lên cho 2 vị đó công đức tu tập của mình. Cho nên đi phải biết đường, làm phải biết cách, thì quy y pháp là trở về nương tựa với con đường mà hướng dẫn chúng ta đi tới đường chân thật, an vui hạnh phúc. Cho nên người Phật tử quy y pháp là phát cái tâm, có cái thiện chí muốn hướng cuộc đời mình tới cái chỗ cao gọi là hướng thượng, tới chỗ gọi là tốt gọi là hướng thiện, đến cái chỗ an vui tự tại gọi là hướng giải thoát.
mình không có làm gì sai thì tự nhiên tâm mình có một cái tự tại, có giải thoát, gọi là quy y pháp. Quy y tăng là đoàn thể của những người sống theo lời Phật. Người xuất gia cũng sống theo lời Phật, người tại gia cũng sống theo lời Phật. Vậy thì chúng ta gọi chung nhau là gì? Là Phật tử. Phật tử không có phân biệt. Phật tử không có phân biệt là tu sĩ hay là để dành riêng cho các vị cư sĩ. Hiện tại bây giờ chúng ta dùng cái từ là người xuất gia và Phật tử để nói lên cái chỗ là người tại gia và chúng ta là người xuất gia. Chứ nếu đúng hiểu nghĩa đúng, chữ Phật tử là danh từ chung. Danh từ chung bất cứ ai như quý thầy, quý cô cũng là Phật tử, đệ tử Phật mà. Vậy thì quy y tăng là đoàn thể của những người sống theo lời Phật, nương vào cái đoàn thể đó. Tại vì sao? Tại vì chính đoàn thể đó nuôi dưỡng mình, sắp tấn mình và giúp đỡ cho mình trên con đường tu tập. Cũng giống như ai mới tới tìm tới cộng đồng người Việt để được giúp đỡ đời sống mới. Thí dụ mình chưa biết nhà mướn ở đâu, mình chưa biết chỗ học tiếng Anh ở đâu, người ta có những trung tâm của người Việt để giúp đỡ cho những người mới tới. Ngày nay có thể cái phương tiện đó nó hay hơn, nó cũng không cần đi tới những cộng đồng, nó có sẵn ở trên mạng hết. Mình có thể mình tìm là có thể tìm được những cơ quan như vậy, những người giúp đỡ cho mình. Cho nên khi mình lạy Phật, mình lạy ba lạy, phải không? Lạy Phật là lạy ba lạy. Ba lạy đó là tượng trưng cho Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Cho nên chốc nữa quý vị nào mà quy y thì quy y là gì? Là trở về nương tựa Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Phật là thầy, Pháp là lời dạy, Tăng là một đoàn thể. Quý vị có gia đình với nhau, 2 người, 3 người, 4 người, 5 người, mà một cái đoàn thể này mà không có tu tập rồi, đổ vỡ hạnh phúc. Không nghĩa là gây gỗ với nhau mỗi ngày, không hiểu nhau, không thương nhau, không chấp nhận nhau, không ôm ấp được nhau. Cho nên mình học Pháp để làm cho cái đoàn thể này hạnh phúc lên, học Pháp để làm cho gia đình mình hạnh phúc lên, học Pháp để làm cho thân tâm mình hạnh phúc lên. Hồi chiều có một vị Phật tử tội nghiệp mới sang có mấy tháng, bây giờ mắc bệnh nan y, thì lên thăm thì Pháp Hòa cũng có an ủi. Và Pháp Hòa cũng có nói bây giờ cái trước hết là mình mở lòng mình tiếp nhận, đây là sự thật. Mình tiếp nhận để làm gì? Để tâm mình bình an, mình không có khổ đau, mình không có bi lụy, mà mình biết đây là sự thật. Để làm gì? Để chữa trị, đồng thời để chuẩn bị những gì mình cần làm, những gì mình cần sắp xếp. Và khi mình hiểu được như vậy, nhiều khi cái tâm mình nó bình an á, tự nhiên cái bệnh mình nó giảm đi, hoặc là nó giữ yên đó, nó không phát triển. Và nhiều người có đủ nhân duyên, phước báo, có đủ sức khỏe vượt cũng có thể hết. Thế nên mình khó nói. Nhưng mà ở đây á, mình học Pháp để mình nhận diện tất cả các Pháp trên thế gian này. Cái gì có sanh, cái đó phải có hoại diệt. Nếu mình luôn luôn tâm niệm cái đó, cái gì có sanh, cái đó phải hoại diệt. Cái hoa này nó có sanh nè, cho nên nó phải héo. Thân con người mình á, từ một cái trứng nhỏ trong bụng mẹ, rồi dần dần theo cái luật vô thường mình, mà 2 tháng, 3 tháng, cho đến ngày mình sinh ra. Rồi khi bắt đầu mình sinh là bắt đầu bỏ cái phần đó, tính bắt đầu từ 2 tháng, 3 tháng tuổi ở ngoài đời. Hồi lúc ở trong bụng hỏi mấy tháng rồi? 3 tháng, 4 tháng. Rồi sanh ra hỏi được mấy tháng, cũng trở lại 3 tháng, 4 tháng. Tức là trong bụng mẹ là mình tính theo cái thời gian trong bụng. Rồi khi trở ra ngoài là bắt đầu mình tính. Cho người Tây Phương là tính ngày nào sinh nhật mới tính tuổi. Còn người Việt Nam mình 9 tháng trong bụng đã là 1 tuổi rồi. Cho nên nó hỏi nhiêu năm nay, dạ con 21 tuổi. Ủa, tính ra con mới có 20 mà. Dạ, tính theo tuổi Việt Nam. 9 tháng ở trong bụng mẹ là đã thêm 1 tuổi rồi. Cho nên người Việt nói đúng là người Việt tính đúng tuổi, không có ăn gian. Mấy đứa Mỹ, mấy đứa nhỏ mình, ngày mai sinh nhật, nó bữa nay hỏi nó mấy tuổi, nó nói con 9 tuổi rưỡi, ngày mai mới được 10 tuổi. Một ngày nó cũng không chịu, phải chờ ngày mai nó mới chấp nhận 1 tuổi. Vô thường là gì? Là sự biến đổi.
cái gì có hình tướng, cái đó chỉ là tạm bợ. Nếu chúng ta thường tâm niệm những cái câu đó đó, những cái lời pháp đó đó, thì khi mà cái việc gì nó đến với mình đó, buồn mà không khổ. Tại khổ là cái trầm thống của cái buồn, còn buồn là thoáng. Tại vì mình đâu có expect nó như vậy, mình đâu có muốn nó như vậy, nhưng mà nó tới. Cho nên đó, hiểu pháp đó, thì mình sống với pháp. Mà sống được với pháp là mình có phương pháp. Mà có phương pháp thì tự nhiên mọi việc, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Mà người mà có phước á, phải không, thì người ta phước là gì? Phước ở tâm linh, phước ở vật chất. Tâm linh là mình có cái phước biết suy nghĩ thoáng ra, không có bị chấp trước vào những cái hình tướng sự việc. Còn phước vật chất là mình có ăn, có mặc, có nhà, cửa, có mọi cái vật chất xung quanh. Nhưng mà ở mặt phước tâm linh đó, là mình có được một cái tâm tánh rất là thoải mái. Người mà dễ dãi cũng khỏe lắm, nằm xuống ngủ, không có lo lắng, suy tư gì hết. Mặc dù rất nhiều việc để lo, nhưng mà hãy nằm xuống thì ngủ. Mà biết đó cũng là cái phước của mình. Có nhiều người cũng không lo gì hết, nhưng mà có một cái bệnh khó ngủ. Rồi có nhiều người ban ngày lo chưa đủ, lo luôn cả ban đêm, nằm trằn trọc, không ngủ được. Thành tử ra chúng ta phải biết rằng học pháp là để chúng ta có được cái hiểu biết. Mà khi mình biết sự việc đời, nó có hai việc: biết khác, hiểu khác. Ví dụ mình nói biết anh đó không? Dạ biết. Nhưng có thể mình chưa hiểu anh. Không? Biết một việc, hiểu một việc. Biết, hiểu và hành. Từ cái biết, cái hiểu, cái hành, nó đưa mình đến cái chỗ an vui. Thì trong kinh đó, Đức Phật có dạy một bài kinh đó, mình có cái tướng trạng tốt xấu. Có nhiều khi sống ở đời mình không có biết lúc nào mình nên làm gì, lúc nào mình không nên làm gì. Vì vậy mà Phật dạy mình đó, có một cái bài kinh gọi là thất tri. Kinh thất tri gọi là kinh bảy cái biết. Ví dụ như là biết nghĩa nè. Biết nghĩa là sao? Mình làm việc gì mình phải biết cái ý nghĩa của nó. Ví dụ như tại sao lại Phật ba lại? Giờ biết chưa? Biết ba lại là gì? À, Phật Pháp Tăng đã mới biết thôi nha. Rồi ta hỏi Phật là gì? Pháp là gì? Tăng là gì? Giảng được cái chỗ đó gọi là hiểu và ứng dụng được. Cho nên biết nghĩa có nghĩa là mình biết được ý nghĩa. Rồi lại Phật lại ba lại, nhang thắp ba cây. Ở tại sao thắp nhang ba cây? Nhang giới, nhang định, nhang tuệ. Ủa mà nói ba mà tại sao tôi thấy gần đây thắp có một hả? Dạ tại vì trong Phật giáo tuy ba mà là một. Tại vì trong cái này nó có cái kia. Trong cái giới nó phải có tuệ, có định. Trong định có tuệ, có giới. Giới là gì? Là người biết tuân thủ, hành trì những điều ngăn cấm không làm. Mà người có giữ giới thì lòng lúc nào cũng an tịnh. Cho nên dẫn đến cái định, giới sanh định. Và từ cái định tĩnh nó làm, nó dẫn tới con người có trí tuệ, có hiểu biết, có trong sáng. Gọi là gì? Tuệ. Tuy nói là ba, nhưng mà trong tuệ nó phải có. Ngay cái người có trí tuệ, mình biết người này có định, có giới. Tại họ không có định làm sao họ phát sáng được những cái chuyện như vậy. Họ không có tuệ làm sao, họ không có cái tuệ làm sao họ biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cho nên ngay cái người mà họ sống, họ biết bỏ ác làm lành là trong người đó có tuệ rồi đó. Người có tuệ cho nên mới biết được cái gì nên giữ, cái gì nên bỏ. Thắp nhang ba cây, giới, định, tuệ. Thắp một cây là biểu tượng rằng trong một có cả ba. Đó. Tại sao hào quang Phật có năm màu? Tượng trưng cho năm giới. Phật tử giữ tượng trưng cho năm căn: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Vì vậy lấy màu hào quang của Phật chế ra lá cờ Phật giáo. Bây giờ quý vị thấy lá cờ Phật giáo treo khắp chùa trong những ngày đại lễ: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, tượng trưng cho tính, tấn, niệm, định, tuệ.
tượng trưng cho năm giới, tượng trưng cho năm châu. Tại sao cái mỏ khắc hình con cá, không để hình con trâu, ngựa gì để cá? Vì con cá ngủ không có nhắm mắt, biểu tượng cho người tu lúc nào cũng tỉnh thức. Tại sao mình phải cúng bông? Tại sao mình cúng trái cây? Tại sao gọi là kinh mà không gọi là chữ khác? Kinh nói cho đủ là khế kinh. Khế kinh là gì? Là kết hợp lại những lời dạy mà nó phù hợp với căn cơ và trình độ và đạo lý chân thật. Bất cứ cái gì mình nói mà hợp lý mà không hợp với người nghe thì cái đó nó chưa được gọi là kinh. Thí dụ gặp đứa nhỏ mới có 6 tuổi à, con ráng tu nghe con, đời vô thường lắm, sống nay chết mai. Nó hiểu gì mà nói chuyện đó? Mặc dù mình nói chân lý không? Nói rất chân lý phải không? Nhưng mà nó đâu đúng với cái tuổi tác để nghe, phải không? Như vậy thì kinh nói như thế nào, chân lý là một, mà hợp với người nghe đó. Người nghe mà hiểu mình nói thì cái chân lý mình nó có tác dụng, nó có giá trị. Còn nếu mình nói chân lý mà người nghe không hiểu gì hết, nói gì? Rồi thôi, bây giờ một ông Phật tử mới tới chùa nè, hỏi ông nhiêu tuổi? Dạ năm nay con 40 rồi. 40 rồi, mình nghĩ là ông này có đủ trí tuệ không? Lấy Bát Nhã ra nói, sắc tức là không, không tức là sắc. À, ông giật tiền mình, sao lấy tiền tôi? Dạ giật tức là không, không tức là giật. Bác xài cũng như con xài. Vậy thôi bác giữ chi để con xài. Ta mình nói chân lý đúng, nhưng mà cái người, cái trình độ căn cơ người ta chưa đủ để nghe. Cho nên á, mình làm cái gì á, nó thích đáng được cái sự việc. Gọi là mình tri nghĩa là một việc, phải không? Cái thứ hai là phải tri thời. Tri thời là gì? Biết lúc nào nói, lúc nào không. Trời ơi, gặp đâu thuyết đó, gặp đâu thuyết đó, riết nó gặp mình nó ngán muốn chết. Hỏi sao vậy? Tôi sợ gặp cái ông đó, ông thuyết pháp tối ngày. Thầy quý vị thấy không? Phật pháp nhưng mà nói phải đúng lúc, đúng thời, chứ là phải tri thời. Mình tới nhà ai chơi, biết lúc nào nên tới, lúc nào nên lui. Ngồi hoài ta nhìn đồng hồ biết mà mình cứ tự nhiên. Nè, không biết tri thời, phải không? Cho nên Phật, từ đó mình mới thấy tại sao chúng ta gọi Đức Phật là bậc nhất thiết trí, người biết tất cả. Tại vì Đức Phật là người có trí tuệ. Người có trí tuệ mà không phải trí tuệ học thức thế gian. Trí tuệ này là do Ngài tư duy, Ngài tu tập mà Ngài sáng được. Cho nên cái gì Ngài nhìn Ngài cũng biết. Còn mình nó nói suốt mấy năm chưa biết đó. Còn Đức Phật là nhìn đâu thấu đáo đó. Cho nên được với Đức Phật mới đổi gọi là Pháp Vương. Pháp Vương là vua Pháp, vua của các Pháp. Hay nói cách khác là vua hiểu tất cả các Pháp và không và đủ khả năng để chuyển hóa các Pháp. Chữ vua đây là để tượng trưng cho cái người mà thấu đáo, tột bực. Thường thường ở trong cái nghĩa là vua là trên hết, phải không? Vua là trên hết. Ông một đất nước ông vua là cao nhất. Thì cái chữ vua Pháp là gì? Chúng ta gọi là Pháp Vương. Tức là ông vua mà hiểu được tất cả, thấu đáo các Pháp, các sự việc trên thế gian. Cho nên á, đời sống vợ chồng trong gia đình cũng vậy. Mặc dù là vợ chồng với nhau, sống với nhau có bao nhiêu mặt con rồi, nhưng chúng ta vẫn phải biết một điều rằng chúng ta cần phải tôn trọng lẫn nhau. Nếu không có sự tôn trọng, tương kính thì cái tình nghĩa vợ chồng nó sẽ dễ mang, nó sẽ dễ bị mòn, dễ bị mất. Cho nên ở trong kinh Đức Phật dạy vợ đối với chồng có 5 điều, chồng đối với vợ có 5 điều, mà trong đó có một câu giữa hai bên Đức Phật đều dạy: tôn trọng đi trước, ân ái theo sau. Bên vợ, đối với vợ Phật cũng nói câu đó, mà đối với chồng Phật cũng nói. Tại vì sao? Ân ái là cái thô, tôn trọng là cái lễ. Mà cái lễ mà có đó thì nó không có mất đi cái sự khinh thường lẫn nhau.
Cho nên á, nhiều khi á, hồi đó mình mới gặp, mình kính cái người đó lắm, mình gần người đó đó, cái người đó mà họ sống rất là xấu, rất là dở. Tự nhiên lâu ngày cái mình hết kính, tại vì mình lờn, mình thấy được cái bản chất của người đó nữa. Thì cho nên Đức Phật dạy rất kỹ, đối với vợ chồng, chồng đối với vợ có 5 điều, vợ đối với chồng có 5 điều. Mà câu đầu Đức Phật đều dạy tôn kính đi trước, ân ái theo sau. Cho vợ chồng mà có được cái giữ lễ, dù có giận tức nhau cũng không nói những lời thô, và biết cái lúc nào nên làm gì. Ngay cả trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, bất cứ một cái tình cảm nào, bất cứ một sự quan hệ nào, nếu chúng ta có được cái tri, cái biết đó, mà cái biết này không phải là cái biết để chúng ta hại ai, mà chúng ta biết sống. Chúng ta biết sống là chúng ta sống mới tồn tại. Mặc dù người xưa dạy nè, khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống. Mà nói cùng là biết cũng chết luôn. Nhưng mà chết gì? Chết trong nhẹ nhàng, chết trong tự tại, chết trong cái sự gọi là bình an, không có khổ đau. Chân lý là ai cũng phải chết, nhưng mà cái chữ mà các ngài dùng biết là sống là nghĩa là gì? Chúng ta biết sống, và đi tới đâu chúng ta sống cũng không có bị người ta chê cười. Mà trong kinh Từ Bi nói, các vị ấy không làm những điều gì mà các bậc thức giả có thể chê cười. Đức Phật dạy bài kinh này để cho chúng ta tư duy, quán chiếu, và chúng ta thấy được cái tướng trạng, tâm tánh của bản chất sống của mình, để mình sống như thế nào, mình mang lại cái lợi ích cho bản thân, cho mọi người. Đây là lời kinh. Một thời Phật ở nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu có người ở trong nhóm tà thì có tướng trạng gì, nhân duyên gì? Các tỳ kheo bạch Thế Tôn, Như Lai là vua của các pháp. Hồi nãy vừa nói đó, vua của các pháp thì chúng ta thường gọi là pháp vương. Quý vị hãy đọc đó, pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất. Vậy thì ai mới là được xứng đáng gọi là pháp vương? Chỉ có Phật thôi. Tại vì Phật là vua của các pháp. Mà vua của các pháp nghĩa là gì? Là biết tất cả các pháp và có phương pháp để vượt tất cả các pháp. Ví dụ như Phật thấy người đó đang sân, đây Phật biết rõ đây là pháp sân, và Phật biết cách nào để vượt cái pháp sân đó. Thí dụ bây giờ mình học đơn giản, mình thấy gặp người sân mình làm gì để cho cái câu chuyện nó nhẹ hơn, căn bản nói tự là nhẫn nại, phải không? Ô, gặp người sân tôi nhẫn đó, vì cái nhẫn đó là cái pháp để vượt cái pháp sân. Và thấy rõ ràng người đó sân quá trời, mình nhẫn mình không nói, nhờ vậy tự nhiên mọi việc nó lắng xuống. Lát nữa cũng người đó, đó tôi sẽ tới tôi nói chuyện, nhưng bây giờ tôi không nói bằng cái tâm sân. Hồi nãy người đó đang sân mà tôi nói nữa thì chuyện nó sẽ dở lên. Cái chữ nhẫn nại của nhà Phật nó không có nghĩa là nhịn nhục cho qua hết. Có những việc cho qua được, nhưng mà có những việc mình nhẫn để làm gì? Qua gì? Qua cái cơn giận lúc đó. Để rồi mai mốt mình sẽ trở lại câu chuyện này, nhưng người đó bây giờ đã lắng rồi, và người đó đủ bình tĩnh để lắng nghe câu chuyện giữa mình với họ. Qua nó có hai cách, một là qua luôn, hai là qua cái lúc đó, để rồi sẽ có cơ hội trở lại để giải quyết vấn đề. Có những buổi họp căng thẳng quá, thôi hôm nay mình họp tới đây thôi, xin tạm dừng buổi họp, và ngày mai xin trở lại buổi họp, tại vì bây giờ mọi người căng thẳng quá, mọi người cần ra ngoài để nghỉ ngơi chút lát, rồi chúng ta trở lại buổi họp. Cho nên có những cuộc sống là Đức Phật dạy pháp, quý vị nhớ chữ pháp vương là vậy. Cho nên á, mình gặp người nào mình muốn gọi pháp vương là không phải đâu. Chỉ có Phật mới gọi là pháp vương thôi. Tại vì Phật mới biết các pháp và vượt các pháp. Còn mình bây giờ á, chẳng những không biết các pháp mà pháp nào mình cũng dính đó. Có phải không? Tu mình cũng ham nè,
mãi gì mình cũng thích đó, đó. Thì đó là sự thật. Cho nên tại sao mình tu mà khó thành là vậy đó. Tại tu thì cũng thích, nhưng mà mình còn thích nhiều cái bên ngoài nữa, mà cái bên ngoài nó lôi kéo mình. Thí dụ như giờ tụng kinh thì cũng thích, mà vừa vợ cho ngủ ngủ thích hơn. Tụng kinh thì cũng thích, mà giờ nếu mà mở ra chương trình hát cho nhau nghe, thế nào tôi cũng sẽ chọn hát cho nhau nghe. Tại vì bây giờ vô đây ngồi nghe có mình ổng à. Không, nếu mà ngồi lại thì hát cho nhau nghe. Như Lai là vua của các pháp, là bậc chí tôn của các pháp, lành thay Thế Tôn, nên thuyết nghĩa này cho các tỳ kheo, chúng con rồi sẽ vâng làm. Đức Phật nói á, Như Lai là vua của các pháp, thì các tỳ kheo bạch Phật á, chúng con Như Lai nên thuyết nghĩa này, chúng con sẽ nghe theo. Đức Phật dạy, các tỳ kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn dạy, người ở trong nhóm là tà có năm việc mà biết, đã thấy năm việc thì biết người này tướng trạng như thế nào, đáng cười mà không cười. Phải qua đọc hết năm thứ ha. Việc đáng cười không cười, lúc đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác không xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý, nên biết người này sống cái tướng trạng sai quấy, gọi là tướng xấu. Thì Đức Phật dạy có tướng trạng. Tướng trạng là gì? Tức là cái cách sống của họ, cái hình thức của họ, cái tướng đó. Hồi sáng mình nói tu tướng, tu tâm đó. Thì bây giờ cái nếu mình thể hiện cái cách sống này, cái tướng trạng sống này, thì mình chưa phải là người hoàn hảo. Tại sao? Tại vì việc đáng cười thì lại không cười. Chữ cười đây là gì? Không phải là cười, không phải là cười khinh chê, không phải là cười buông lung, mà cái niềm, cái sự hoan hỷ đó nó có mặt. Thí dụ như mọi người, người ta ngồi trong một cái buổi nói chuyện thì người ta cũng có những nụ cười thoải mái, và những nụ cười thoải mái đó nhà Phật gọi là hoan hỷ. Trong cuộc sống nó có những nụ cười hoan hỷ, nhưng mà rồi khi mình trở về cái trạng thái tu tập của mình đó, thì đó là nụ cười an lạc. Hai cái cười nó khác. Quý vị thấy Đức Phật Di Lặc á, Đức Phật mà bụng to, miệng bự đứng, lúc nào Đức Phật đó cũng cười kiểu gì? Cười hỉ hạ, cười mà nghĩa là hết ga đó. Đó là tướng trạng cười của hoan hỷ. Còn quý vị nhìn tượng Phật Thích Ca, có bao giờ Phật cười giống Phật Di Lặc không? Tại vì cái tướng trạng đó là nụ cười an lạc, nụ cười tĩnh lặng. Cho nên á, ở đây á, không phải là mình cười buông lung, nhưng mà đáng lúc nào hoan hỷ với mọi người, mình nên hoan hỷ. Cho nên Phật dạy việc lúc đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ. Thí dụ như bây giờ mình thấy á, các em mà người Việt của mình được sang ra nước ngoài đông, đi học, đi làm, thành công trong cuộc sống, rồi còn bảo lãnh gia đình qua, mình nghe thấy cái chuyện đó hoan hỷ lắm. Thành chiều có qua có nói với quý vị đó, bây giờ cái mỗi một cái thời đại có những cái tốt người Việt đi vì những lý do khác nhau. Hồi xưa thời mình đi lý do khác, bây giờ các vị đi lý do khác, mà các vị sung sướng hơn, có phước báo hơn, đi không có phải khổ cực như ngày xưa. Một gì, một sống chín chết, phải không? Nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta được gặp nhau trong niềm hoan hỷ hết. Rồi những cái gì mà chúng ta làm, mà chúng ta thành tựu được, chúng ta hoan hỷ hết. Có những việc làm trong cuộc sống mình thấy người khác làm bao nhiêu khó khăn mà ngày hôm nay hoan hỷ. Hai tuần lễ nữa ở Kelowna, chùa Tây Trúc, ngày 4 tháng 9 làm lễ hoàn nguyện. Các vị hỏi Pháp Hòa chứ sao không nói khánh thành, lạc thành. Pháp Hòa nói thôi, Pháp Hòa suy nghĩ kỹ rồi, mình làm việc nhỏ mà, phải không? Thì thôi bây giờ mình hoàn nguyện thôi. Nghĩa là gì?
hoàn tất cái tâm nguyện của mình, đó là một sự hoan hỷ. Khánh thành nghe lớn quá. Mình làm việc nhỏ thôi, vậy mình dùng chữ đơn giản, hoàn nguyện. Lễ hoàn nguyện có nghĩa là thật ra nó một hình thức khánh thành đó. Nhưng mà hoàn nguyện là gì? Là cái niềm vui khi chúng ta hoàn tất cái tâm nguyện của mình. Pháp Hòa ví dụ như mình thấy hai chị em kia xích mích, mình tìm mọi cách mình hàn gắn. Bữa nay hai chị em vui vẻ với nhau rồi thì mình cũng hoàn nguyện rồi, phải không? Đó là mình hoàn tất cái tâm nguyện của mình, làm cho hai chị em đó đã hàn gắn lại với nhau. Cái ngôi nhà thờ đó bỏ phế 80 mấy năm, rồi cái cộng đồng Phật tử ở Kelowna suốt cả 5-6 năm trời, cả chục năm trời thai nghén cái tâm nguyện muốn xây một ngôi chùa. Mà rồi từ khi mua được cái cơ sở đó rồi để hoài cũng chưa đi được tới đâu. Thì khi Pháp Hòa nhảy vô hốt hụi chót đó, tháng 5 2020, thì đầu năm 2020 là Pháp Hòa coi như là quyết chí là mình phải thực hiện cho đò rồi cái công việc đang dang dở đó. Chứ Pháp Hòa không phải là người khởi xướng, nhưng mà Pháp Hòa là người coi như là hốt hụi chót. Nhưng mà rồi cũng nhờ Tam Bảo gia hộ, nhờ Phật tử hộ trì, cái cuối cùng một ngôi nhà thờ cũ kỹ cả 80 năm bỏ phế ngày nay được tu chỉnh hoàn thành, một ngôi chánh điện, một ngôi chùa rất là đẹp, rất là trang nghiêm. Tuy nó không lớn nhưng mà đủ để cho quần chúng Phật tử ở vùng đó mỗi tuần có nơi sinh hoạt trở về. Kể từ khi mà có cái chùa rồi, chủ nhật nào người Việt bắt đầu tập hợp về đó. Trước là tụng thời kinh, sau là ngồi ăn cơm, kế là tán dóc. Chọc chơi vậy. Nhưng mà có cái chỗ thì thôi, cái tâm nguyện của mình đã xong. Vậy thì trong cuộc đời mình không phải mình xây dựng một cái gì lớn lao mới gọi là khánh thành hay hoàn nguyện, mà quý vị hãy hoan hỷ giữa những cái tâm nguyện gì nhỏ dù nhỏ mình muốn mà đã xong. Ví dụ đưa con mình qua đây đi học, giờ mình thấy con mình nó chịu khó, nó học hành, nó thành tựu được rồi, mãn nguyện chưa? Hoàn nguyện rồi. Hoàn nguyện một giai đoạn, rồi giờ con mình nó bắt đầu nó đi làm rồi, có thể nay mai nó quen biết với người nào đó, rồi nó bắt đầu nó có thể nó cưới vợ, nó lấy chồng, thì mình hoàn nguyện cái bước thứ nhì là con mình nó thành gia thất. Rồi mai này nó cũng có con, sanh con ra tốt đẹp, mình cũng mãn cái nguyện. Nói chung rồi Phật tử mình cũng như thế. Mấy chục năm xây dựng chùa, ngày nay mọi việc nó đi vào khuôn. Mặc dù cái tốt người cũ dần dần đi điện ông bà hết rồi. Rồi một tốt đó thì già bệnh, nhưng mà mình cũng mừng bắt đầu cái tốt trẻ từ từ đi tới để mà tiếp nối con đường của mình. Đó là cái tâm nguyện của mình. Cho nên á, Pháp Hòa cũng có một phần mãn nguyện là khi thấy các thầy mình đã dưỡng nuôi từ nhỏ, mình dạy dỗ và mình đem bao nhiêu cái tâm huyết của mình gửi gắm cho các thầy, và bây giờ mình thấy các thầy ít nhiều cũng phụ với mình trong cái tâm nguyện làm Phật sự hoằng pháp lợi sinh ở hải ngoại này, cho nên Pháp Hòa cũng mãn được cái nguyện. Tức là mình cũng hoan hỷ được những việc của mình làm. Thưa đại chúng, mình tập mình hoan hỷ từ cái việc nhỏ cho đến việc lớn thì tự nhiên con người mình nó cũng nhẹ nhàng ra. Thí dụ như con mình mới bắt đầu nấu ăn, mặc dù nấu không ngon nhưng mình thấy nó có thiện chí chịu khó nấu ăn là mình mừng rồi. Chuyện ngon dở tính sao, còn mình không có hoan hỷ chuyện đó, mình cứ focus, mình cứ chú tâm vô phải nấu cho ngon như mình vậy, sao được. Cái quan trọng là mình phải tiếp nhận những cái bước khởi đầu của một người mới vào trong công việc. Đó, cái chỗ mà mình đáng hoan hỷ nên hoan hỷ, để mình có được cái tướng trạng hoan hỷ, để cái tướng trạng mình sống chân chánh. Thứ ba là gì? Đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ. Có nhiều khi có những cái cảnh khổ mà mình cần khởi cái tâm thương mình lại không khởi. Có những người ta bệnh tật,
Nhưng mà lúc đó mình nhìn mà mình không khởi tâm từ, mình trước bị lúc đó là sao? Bao nhiêu cái bực tức nó xâm chiếm mình rồi, bao nhiêu cái hận thù nó kiếm mắt đó. Mình nói sao? Đáng đời, chết là vừa. Những cái câu nói đó nó thỏa mãn những cái bực tức, những cái giận hờn, những cái oán thù của mình. Nhưng mà bảo đảm những cái đó chẳng qua mình nói là do cái tâm không quan hệ của mình nó xâm chiếm thôi, chứ trong chiều sâu của mình khó thương. Tại vì mình đã từng thương rồi, mình từng thương người đó rồi, nhưng mà tại người đó đã làm cho mình từ cái thương trở nên cái ghét, từ cái yêu trở nên cái hận. Cho nên yêu nó cũng ba chữ, hận nó cũng ba nét, ba chữ. Yêu hận nó sát bên vậy đó. Chữ nhẹ, trong chữ nhẹ nó vẫn có dấu nặng à. À không? Cho nên đó, trong cuộc sống của mình cái gì nó cũng chỉ là tương đối à. Cho nên đó, cái gì mà chúng ta thấy đáng hoan hỷ nên hoan hỷ, thấy ai làm việc gì tốt đẹp nên hoan hỷ, hơn là mình không hoan hỷ với những việc làm của người. Có đôi khi đó, mình phải thấy cái con đường dài mà đừng có phiền não chi những cái sự việc nó nhỏ nhoi. Tại vì nhiều khi á, mình đánh đổ một con người mà trong cái đó mình biết người này có khả năng làm những công việc lâu dài hơn, thì mình hoan hỷ được cái đó, nó nuôi dưỡng dữ lắm. Cho nên á, mình thấy ông con mình nó nhiều khi nó còn trẻ, nó làm những điều sai, nhưng mình đâu có bỏ con mình đâu. Mình luôn luôn làm sao kéo lại, vì mình biết đây chỉ là cái giây phút, do hoàn cảnh, do tuổi tác, nó mới lớn lên, nó ăn nghỉ chưa có tới, rồi nó bị bạn bè xấu chiêu dụ thôi. Chứ nếu mà mình đem hết tấm lòng của mình thì thế nào ít nhiều mình cũng kéo con được của mình. Mà nhiều khi mình đeo như nó 20 năm mà vẫn tiếp tục. Tại vì sao? Vì đó là cái tâm từ của người mẹ đối với con. Thì chúng ta cũng làm sao có cái tâm từ đối với chúng sanh như vậy. Đáng khởi tâm từ, không khởi tâm từ. Đáng xấu hổ thì không xấu hổ. Cái chuyện mình đáng cần phải hổ thẹn nên hổ thẹn. Cho nên tại đây Pháp Hòa đưa một cái ví dụ ha. Con người của mình á, mình có cái văn hóa. Chữ văn hóa là gì? Là mình biết đem những cái đẹp đi vào trong cuộc sống. Văn hóa là nét đẹp chứ không có gì hết đó. Cho nên người Việt Nam có văn hóa của người Việt, người Mỹ có văn hóa người Mỹ, tức là mỗi quốc gia đều có cái đẹp của quốc gia đó. Và cái văn hóa của chúng, của con người là gì? Chúng ta biết có một cái đẹp là chúng ta biết tàm quý xấu hổ. Vì biết xấu hổ cho nên mình làm gì? Ngủ dậy phải đánh răng súc miệng, phải rửa mặt. Hằng ngày là phải quần áo mình phải mặc để làm gì? Để che thân. Mà khi mình che thân á, tức là mình không lộ những cái tướng thô xấu hổ. Cho nên mỗi ngày phải mặc quần áo, phải đánh răng súc miệng, phải rửa mặt, phải làm cho mình được sạch sẽ thơm tho, để mình đủ tự tin và đứng trước mặt mọi người mình không xấu hổ. Và cái người mà đôi khi mình để tránh đi cái sự gọi là mà quá đáng, thì đôi khi nói gì mình biết sợ mình lỡ lời, mình nói xin lỗi cho tôi nói này, xin lỗi cho tôi được trình bày kia. Rồi mình sau khi xong rồi mình còn kết thúc cái buổi đó, mình nói hôm nay tôi có làm gì sai, xin quý vị hãy hoan hỷ cho tôi. Đó là mình giữa con người với con người. Rồi đối với Tam Bảo, mình có hối lỗi mỗi ngày không? Bằng hình thức sám hối đó. Cho nên trước Tam Bảo mình thốt lên những lời sám hối đó, rồi mình bày tỏ những cái đó là gì? Mình nhận diện những cái sai và mình tàm quý xấu hổ, mình sám hối. Cho nên trong cuộc sống, một trong những cái đẹp đó là chúng ta biết tàm quý. Chuyện gì nên nói, câu gì mình nên nói, mà lỡ lời mình nói thì mình phải biết xin lỗi. Và vì đó là cái văn hóa. Con người là cẩn thận lời nói, nhưng mà bảo đảm cẩn thận cỡ nào cũng có những lúc nó sơ suất. Cho nên rồi cuối cùng chúng ta phải có cái lời xin lỗi. Đó là cái cách
và đó cái văn hóa, cái đẹp. Mà nếu chúng ta có được như vậy, chúng ta luôn luôn thể hiện sống một cách chân chánh, không có lệch lạc, không có tà. Chữ tà là gì? Là lệch. Chữ chánh nghĩa là ngay. Người chân chánh ngay thẳng là luôn luôn thấy lỗi và xin lỗi. Còn người mà tâm mà chưa có bằng lòng với, có nhiều người có lỗi nhưng mà không nhận lỗi. Một là có thể không biết lỗi, hai là biết lỗi nhưng mà tại bản chất là thích bản chất tự ái cao, không bao giờ chấp nhận xin lỗi ai hết, hoặc là thậm chí lờ luôn cái lỗi của mình coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà người Mỹ làm lỡ gì, excuse me. Rồi nếu mà số đông nữa, excuse us. Rồi đó là cái văn hóa. Mà chính người có văn hóa như vậy, cho nên lỡ mà tao có làm gì sai mà tao thốt lên cái lời đó trước, cái tự nhiên cái người này người thông minh, người biết nói lời xin lỗi trước để không làm ai phiền trách mình. Cái cuối cùng là gì? Nghe lời lành thì để ý. Thường thường á, mình nghe cái lời lành á, mình để ý nhưng mình mau quên nó. Nhưng mà cái lời mà không lành á, ví dụ như ai đang nói gì rù rì, mình hay để gì? Để ý nghe có nói gì. Mà mấy câu đó nó nhớ dai dữ lắm. Đó là sao? Đó là cái tập nghiệp của chúng sanh chứ gì đó. Cho nên tại sao chúng sanh mình gọi là cuộc sống của chúng là kiếp trược, phiền não trược. Phiền não là gì? Là những cái gì nó làm rối tâm mình đều là phiền não hết. Mà chúng sanh mình biết phiền não nhưng mà hay đi tìm những cái phiền não đó. Quý vị mà nghe ai nói gì xa bên rù rì bên dách coi, cái mà tự nhiên có khuynh hướng để tay vô xác chết nghe khỏi nói gì. Đi ngang thấy người ta gặp mình nói rù rì, cái để ý coi nói gì. Có phải mình đi tự đi tìm chuốc cái phiền não đó? Rồi đó là mình nói những cái chuyện mà nhỏ nhỏ, rồi cái chuyện mà người ta, thí dụ người ta nói thẳng thừng với mình coi, mình cũng sẽ dính vào những lời nói đó để làm cho mình khổ đau ngày này qua tháng khác. Mà trong khi đó, hỏi có nghe pháp không? Trời, tôi nghe mỗi ngày. Trong bếp tôi cũng nghe nè, trong xe tôi cũng nghe nè, nấu ăn tôi cũng nghe, quét nhà tôi cũng nghe, ngủ tôi cũng nghe luôn. Mỗi giới gì không? Tại vì sao? Tại vì chúng ta khó mà để ý cái lời lành. Mặc dù thích nghe nhưng mà chúng ta không ghi nhớ được điều lành. Vì vậy mà chúng ta bị phiền não nhiều hơn. Cho nên đó, mình phải thấy cái tập nghiệp của chúng sanh. Cái tập nghiệp là gì? Cái thói quen. Tập nghiệp là cái thói quen mà chúng sanh mình thường hay huân tập để cho nên mình thành một cái xấu, một cái bệnh đi. Ai lớn lên biết hút thuốc đâu, mà hỏi đi học đều biết hết, hút thuốc, nám phổi. Vậy mà lớn lên cái tự nhiên đi kiếm thuốc hút mà. Hút điếu chưa đủ, hút hai điếu, hút riết cho nó ghiền. Ghiền rồi chẳng những gì, bỏ tiền ra mua độc tố để về nám phổi, rồi bỏ tiền ra mua độc tố về cho nó cháy gan. Có phải là mình đi mua phiền não, mua bệnh tật, mua khổ đau? Và trong khi đó có những cái nó free. Chùa để kinh sách free, ai lấy đâu? Còn cái gì mà mình phải trả tiền mà nó làm cho mình buồn khổ theo nó thì mình thường chạy theo. Cái đó không có gì tội lỗi cả. Nhưng chúng ta nói để chúng ta thấy cái cách sống của chúng sanh và vì sao chúng ta khổ. Chúng ta khổ là tại vì mình thường bỏ đi những cái vui an nhàn tĩnh lặng mà mình chạy theo những cái thú rộn ràng phiền não để nó làm cho mình dây dẫn khổ đau. Đó là cái tập nghiệp của chúng sanh thôi. Vậy thì bây giờ mình tu tập để làm gì? Hồi sáng mình nói đó, tu là sửa đó. Mà mình trước hết là phải thấy rõ cái gì để sửa. Đó là chúng ta thấy được cái cách sống của chúng ta. Khi mình thấy được cách sống của mình, mình nhìn lại cách sống của mình để mình chỉnh đốn lại thì gọi là sửa. Thường thường mình để ý con mình nó mới sanh, hễ đứa nào mà đi nhón gót là mình la,
mình thậm chí mình còn đánh nó nữa, để chi? Để nó bỏ cái tật đi nhón gót. Tại vì đối với quan niệm của mình là mình con đi nhón gót là không tốt. Hỏi sao không tốt? Khổ. Hay là mình nói cách khác là nói đơn giản thôi, đi nhón gót là tướng xấu. Cho nên mình tìm mọi cách mình chỉnh đứa con mình không cho nó đi nhón gót. Hồi nhỏ mà thấy đứa nào mà cầm tay trái nè, cầm đũa tay trái nè, cầm viết tay trái là đánh. Đánh đến khi nào nó bỏ được cái cầm tay trái đó. Bị gì mình quan niệm là phải cầm tay phải. Đó là mình nói ví dụ vậy. Tức là mình thấy cái gì mình không đúng là mình phải chỉnh cho nó đúng lại. Mình treo một cái gì á là mình phải treo cho thật ngay. Ví dụ như mình treo cái hào quang hay là mình để tượng Phật, ai mà để méo được, phải chỉnh. Dù một chút cũng phải chỉnh. Thì mình ở đây phải là đưa một cái ví dụ là có những cái chúng ta rất muốn chỉnh cho ngay, thì chúng ta phải chịu khó đo đạc, nhìn ngắm. Thì bản thân của chúng ta cũng thế, muốn được chỉnh đốn là phải đo đạc, nhìn ngắm làm sao để mà chúng ta chỉnh. Bằng chứng nè, sáng nào mà không đứng trước kiến ngắm, nhìn là phớt phớt thôi nha, còn ngắm nó mới nghía. Mình có ngắm thì người ta mới nghía. Nghĩa là mình đứng trước cái kiến là mình ngắm mình cho kỹ. Tóc make sure là phải đẹp nha, trải cho nó ngay nha, cái cà vạt thắt sao cho nó đúng, áo mặc sao cho đúng. Các thầy tu cũng vậy thôi, đắp cái y lên cũng phải ngắm chứ, ai mà tròn lên đi ra ta tưởng quấn gấm mền. Đắp cái y phải chỉnh cho nó ngay. Người ta nhìn mình đắp cái y mà nó có cái tướng, nó thể hiện được cái tăng tướng trên cái lá y của mình. Có nhiều khi mình đắp cái y mà mình không để ý, rồi đắp vô nó quằn quện, nó nhăn nheo, rồi nó tuột, nó nhìn giống như tấm vải mình tròn vô vậy. Cho nên một người tu cũng thế thôi, mình mặc cái áo, mình đắp cái y cũng phải ngắm. Mặc dù mình gài cái nút, nó lệch có một nút thôi, mà ra đường thế nào ai thấy cũng chỉ sửa lại cái áo. Mặc dù nó cũng là một hàng nút bình dài, nó chỉ lệch một nút thôi, người ta cũng thấy liền. Thế mới biết tại sao tờ giấy mà cầm lên mà cả tờ giấy không ai thấy, mà chỉ thấy chấm đen trên tờ giấy. Cả cái áo đẹp không ai đấy để nút gài không đúng thôi. Mọi người thấy không? Đó là cái cách tập nghiệp của chúng sanh. Cho nên hàng ngày chúng ta thấy, cho nên mình muốn thấy được mình không gì hơn là mỗi ngày phải trở về. Vì vậy mà có thiền sư người Việt Nam của mình, ngài đề xướng một cái pháp tu. Pháp tu của ngài là gì? Mỗi ngày phải nhìn ngắm lại mình, phải quán chiếu soi rọi lại mình, vì đó là bổn phận chính yếu của mọi người. Phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Soi lại chính mình là cái việc làm, là cái bổn phận của chính mình, mà không phải từ bên ngoài mà có được. Không ai ngắm mình bằng mình tự ngắm. Mà để cho người ta cứ tối ngày cứ ngắm nhìn mình hoài á, phải không? Là người ta có chỗ để người ta chê. Cho nên á, thế nào rồi mình trước khi mình bước ra sân, ra cửa, đi làm, đi học, đi đâu, chưa thế nào cũng phải bước vô kiến nhìn cho ra, để đủ tự tin chứ. Đủ tự tin chứ. Pháp Hòa thấy có nhiều đứa nó còn vui nữa nghe. Nó không biết nó muốn tới nói chuyện với ai, cái nó tự đưa tay lên miệng nó khà ra cái. Nếu mà cái mùi hôi nó bát trở lại nó biết nó bát breath rồi nó phải đi tiếp. Nó rất là thực tế vậy đó. Trước khi nó tới nói chuyện mình, nó đứng khà miệng cái, nó make sure là mình đủ tự tin mình mới dám đứng tới gần người khác nói chuyện. Thì như vậy mình mới thấy rằng đó, rõ ràng trong cuộc sống mình có lúc mình phải nhìn lại mình, và đó là mới có tu tướng thôi, thấy không? Tu cái tướng thôi. Thì bây giờ mình nhìn lại mình để mình thấy cái tâm, mà mình thấy được cái tâm mình thì mình chỉnh sửa được cái tâm mình, thì tâm tướng mình nó tương ưng. Tâm tướng mà nó tương ưng á thì ta nói sao, nội dung hình thức viên mãn, trình bày dĩa ăn đẹp, món ăn nấu ngon, nhà hàng nấu rất ngon, service rất dễ thương, phải không? Cái áo rất đẹp mà người biết mặc cũng đẹp.
cái son nó đẹp nhưng biết cách thoa nó mới đẹp. À, cái kem lotion thoa lên mặt mà dính bệt bệt người ta cũng phải nói cho mình biết là mình phải làm sao cho nó tan đều ra. Chỉ có vậy thôi. Và tu tập nó chỉ có đơn giản là như vậy. Nhưng mà rõ ràng là mỗi ngày đây là sự thật. Và chúng ta đừng, mặc dù cái tướng nó chỉ là cái bề ngoài, nhưng cái bề ngoài nó cũng có được cái phần hấp dẫn của nó, và nó cũng có cái công năng, có cái hiệu lực của nó, để nó làm sao mà nó chiêu cảm được con người. Quý vị thấy bất cứ ở đâu, nó đều phải có những cái hấp dẫn để nó chiêu cảm mình. Nhưng nếu cái thiện hấp dẫn thì mình chiêu cảm thiện, cái xấu nó hấp dẫn nó chiêu cảm xấu. Thường thường casino là đèn dữ lắm, để chi nó làm nổi bật. Nổi bật mà người nào mà có cái tâm đó thì đi tìm. Cho nên những quán bar, những cái nơi chốn nào mà nó có tính cách nó nhộn nhịp, nó chiêu dẫn con người, nó phải có những ánh đèn. Và ánh đèn như thế nào để nó chiêu cảm. Cho nên người ta hay nhắc mình khi mình sắp mất phải khai thị và phải luôn luôn quán tưởng đến cái ánh sáng nhẹ nhàng trong sáng của Đức Phật. Tại vì khi mình đi sắp vào cảnh giới đó thì có rất nhiều những ánh sáng nó có thể nó chiêu cảm mình. Và có những ánh sáng nó sẽ đưa mình tới cái chỗ lầm, chỗ đọa lạc, chỗ khổ đau. Cho vì vậy mà nếu mình đủ duyên, hàng ngày mình quán tướng Đức Phật, quán ánh sáng trong lành của Ngài, quán cái ánh sáng hiền diệu của Ngài, hay quán hình ảnh của Phật. Tại vì nếu không thì những hình ảnh khác nó có thể nó lôi kéo mình. Vì đó là một trong những cái cách mình tịnh tâm, bằng cách là quán tướng Phật. Thí dụ mình thích Đức Quan Âm, thường quán hình ảnh Đức Quan Âm. Mình thích Phật Di Đà, thường quán hình ảnh Phật Di Đà. Mặc dù nó là cái tướng phụ thôi, nhưng mà có một giây phút nào đó cái tướng đó rất là giúp mình. Hôm qua có một em, nó viết cho Hòa một lá thư. Thì cái em này thường, nó từ nhỏ tới lớn là nó hay đi chùa lắm, nó hiền lành lắm, nó hay lên nó hỏi chuyện Phật Pháp này kia. Thì nó hôm qua nó viết cho Hòa cái thư, nó nói: thầy, tối hôm qua con chiêm bao, con thấy thầy dẫn con đến một thánh tích, mà con với thầy quỳ xuống lại thánh tích đó, và con với thầy cùng khóc, khóc một cách nghe là nức nở, mà hình ảnh rất là đẹp. Mà đến khi con giật mình dậy, cái hình ảnh đó vẫn còn ở trong tâm thức của con. Thầy ơi, con chưa bao giờ suy nghĩ tới những cái chuyện này, mà tự nhiên bữa nay đâu nó xuất hiện trong giấc chiêm bao này. Và con nghĩ rằng con có cái thiện duyên với Phật Pháp, con mong rằng thầy đừng bỏ con, và hy vọng một ngày nào đó khi con muốn trở về với con đường tâm linh này, thầy là người tiếp nhận con, dẫn dắt cho con. Nó viết cho Hòa một cái lá thơ bằng tiếng Anh, tại vì nó không biết tiếng Việt. Nhưng mà ở đây Hòa mới nói, tất cả cái tướng nó đều là tạm, nhưng mà có những cái tướng lành giữa tạm. Mặc dù là tướng tạm, nhưng mà giữa lành và xấu chúng ta tiếp nhận cái thiện chứ, phải không? Tướng đẹp cũng già, cũng nua, cũng bệnh hoạn, cũng chết. Tướng xấu cũng già, nua, bệnh hoạn, chết. Nhưng mà đa số mình vẫn thích đẹp à. Đó. Như vậy thì với một cái tâm sống hoan hỷ và tâm sống không hoan hỷ, cả hai đều chết. Nhưng mà hoan hỷ lúc nào cũng dễ thương hơn, chết nhẹ nhàng hơn. Với một con người sống tiếp xúc với mọi người mà tâm lúc nào cũng tự tại, ung dung, nhẹ nhàng trước mọi cảnh, mọi duyên, mọi người, mọi việc, với một người đụng đâu chấp đó, câu có mau mó, thì mình sẽ thích tiếp xúc một người này hơn. Cho nên đó là cái cách mà chúng ta hành trì. Đức Phật á, mặc dù Ngài không bao giờ dạy các thầy vận thần thông, nhưng mà có đôi lúc cần phải vận thần thông vì giáo hóa độ ai đó. Đó. Bà có kể câu chim kể, có cái bà đó bà keo kiết lắm, mà các thầy muốn độ cho bà bố thí để mà bà xả cái tâm keo kiết. Thậm chí Ngài Mục Kiền Liên vận thần thông lấy cái ngón chân hất cái nhà của bà, lật ngược lại cái nhà nó quay quay, nó muốn sập như nè. Bà nói: xin tôn giả ngừng tay, sau khi nhà tôi không sập tôi sẽ quy y.
thì cái nhà bà ngưng lại, bà nói tôi không có gì. Rồi cho bà thấy cảnh khổ, rồi bác phát nguyện tu, nhưng mà khi bà trở lại cũng không tu. Tự nhiên ngày bà gặp ngài La Hầu La, bà tự bà phát nguyện bà tu. Đức Phật mới nói, các thầy mới nói, ủa sao kỳ vậy, những bậc cao túc của Đức Phật mà còn không độ được, mà tại sao ngài La Hầu La độ được? Đức Phật nói không có gì ngoài cái duyên. Và trong vô lượng kiếp, bà này từng là mẹ của ngài La Hầu La. Cho nên đời này mình gặp nhau á, mình thương quý nhau, mình kính trọng nhau, mình gần gũi nhau, mặc dù là bạn thôi mà thân thiết, mình biết chắc một điều rằng cái này không phải mới duyên đời này. Nhiều đời nhiều kiếp mình đã là bà con quyến thuộc của nhau. Pháp Hòa gặp quý vị ở đây là hơn năm nay là đúng 20 năm nè. Mình đời trước không bà con quyến thuộc, đâu dính tới giờ. Phải bà con. Nhiều khi đời trước em hẹn xong em đi luôn. Cho kia đến kiếp này mới dụ lại. Có những pháp hội Pháp Hòa nói cả 1-2 ngàn người nghe, nhưng mà về Hải Đức hay về Khà Lô Đà hay về Chánh Tâm hay về những cái vùng nhỏ hơn, đôi khi chỉ lan hoe có mấy người, nhưng mình đâu có bỏ đâu, phải không? Tại vì tất cả các duyên đều là duyên hết, dù nhỏ hay lớn đều là duyên thiện. Mình gặp nhau để mình nói Phật Pháp chứ đâu phải để cái lộn, phải không? Thành nữ ra nên trân quý các duyên mà chúng ta gặp được, và nên tiếp nhận những gì trong cuộc sống, phải không? Chuyện đáng hoan hỷ nên hoan hỷ, chuyện đáng mừng nên mừng, chuyện đáng tán thưởng nên tán thưởng. Và chúng ta làm sao cái thiện lành nó tăng trưởng trong cộng đồng, trong đại chúng, để cho cái pháp ác, cái pháp phiền não mỗi ngày nó lui đi. Mình sống với nhau, mình biết giữa hai người kia có những cái trục trặc, đừng chế thêm, đừng có tác thêm nữa, vì đó là pháp bất thiện. Và đời nào mình tạo duyên này thì thế nào, rồi trong cảnh, trong một lúc nào đó đủ nhân duyên, mình cũng sẽ trở lại gặp cảnh đó. Cho nên tại sao cái thầy tỳ kheo kia đi tu 7 lần mà mới được đó, là tại vậy đó. Ông không có khuyến khích người tu, mà ông xúi người ta ra đời mà. Cho nên rồi đủ duyên ông trở vô ông tu, nhưng mà chính cái đường tu của ông trục trặc, phải gặp nhiều cái khó khăn, vậy phải thôi. Cho nên mình tạo cái duyên lành cho nhau vẫn tốt hơn. Rồi chúc đại chúng an lạc, làm sao mỗi ngày có được cái tướng trạng tốt ở nơi mình, bằng cách là chuyện đáng cười, chuyện đáng hoan hỷ, chuyện đáng tán thưởng, đáng khởi tâm từ, nghe lời lành nên ghi nhớ. Mà không nhớ lời lành thì mình sẽ nhớ những lời khổ, và chính lời lành nó giúp cho mình được tăng trưởng. Thí dụ quý vị học thuộc một vài bài kệ tốt lắm, để giúp cho mình mỗi ngày trong cuộc sống. Ai làm receptionist thường nghe điện thoại, nên viết cái bài kệ để ngay cái chỗ điện thoại. Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêm. Viết cái bài kệ đó dán ngay cái phone, để mỗi lần mình, trước khi mình nhắc cái phone lên, mình trả lời ai đó, thì cái bài kệ nó đi ra, nó nhắc nhở mình, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêm. Còn các vị mà mình hay thỉnh chuông, thỉnh mỏ, tụng kinh cho đại chúng nghe đó, mình luôn luôn tâm nguyện rằng, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Nói được như vậy rồi, cái tiếng chuông của mình nó sẽ nhẹ ra, mặc dù mình nãy mình vừa cầm dùi lên dưới đầy sự phiền não, bực bội lắm, nhưng mà nhờ hai câu đó nhắc mình, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Anh làm sao đó, làm tiếng chuông anh mà nghe người ta bực bội, người ta nói trời ơi, tôi nghe tiếng chuông tôi nghĩ tu luôn, tôi muốn là mình có lỗi. Tiếng chuông mình phát ra như thế nào để mà người khác thấy được cái sự bình an từ cái nội lực của mình. Chúc đại chúng an lạc. Sống chung với người thương chưa chắc đã hiểu nữa. Cho nên mình sống chung đó, mình hiểu được nhau, sống lâu, sống bền, sống có chấp nhận, sống có tha thứ, có bao dung. Trở lại, khi mình lấy thức ăn thì mình nói, mình hồi nãy mình cái thứ nhất là mình no rồi mình nói không ăn nữa, nhưng mình cái tham nó khởi lên, thứ hai nó phát triển, nói thôi lấy hộp tôi vô. Nhưng mà lấy gì thì lấy cũng đâu lấy hết, phải không? Đó là chỉ một thứ thôi, còn nhiều thứ. Bây giờ nè, mình muốn đi ra ngoài đường, ít xe
lái nó khỏe. Nhưng mà cũng một len thôi chứ không lẽ gì không có xe cho nó lạng sao không? Lạng kiểu đó cảnh sát còn thăm gì lẹ nữa. Hỏi anh có uống rượu say không? Rốt cuộc cũng đi không một đường chứ mấy. Pháp Hòa hay có cái tập suy tư mấy chuyện gì đó. Mà cái đó là gì? Đó là thiền. Thiền đâu phải ở trên tọa của Bồ Đoàn. Cái đó mới thiền, cái tọa, cái màn tọa thôi mà. Thiền là cái này. Cái này phải thiền. Cho nên mình không khéo, mình ngồi thì có ngồi mà không có thiền. Tại cái tâm mình nó vẫn mông lung. Ngồi thiền quanh năm suốt tháng mà cái cách sống không sâu sắc. Cách sống nó cạn cợt, nó ngắn ngủn. Thí dụ như ai mà tốt với mình thì mình tươi tắn lên. Ai mà không tốt với mình cái mình không dễ thương. Thậm chí xin phép sám hối đại chúng, nhiều khi mình nói kỳ, ai cúng nhiều vui, cúng ít không vui. Không được. Có nhiều khi người ta phiền não, người ta chưa có thẩm thấu, người ta chưa có hiểu được mình. Ta hiểu mình khác, ôi cái cô đó, cái ông đó, cái chị đó nói vậy chứ không có sao hết á. Ta hiểu mình rồi ta thấy là thứ mình được. Nhưng trên đời này mấy người hiểu mình? Đa số là người ta chỉ biết vậy thôi. Tôi biết đó, cái bà đó bà sân lắm. Tôi biết đó, cái ông nó ổng si lắm. Tôi biết đó, cái ông kia ổng tham lắm. Nhưng mà ví dụ như người ta hiểu xong chứ, trời ơi nó tham chứ nó không có ăn đâu, nó đem gì nó cho không à. Ta hiểu được cái chiều sâu đó là ta tha mình liền. Nhưng mà có ai biết cái việc mình làm đâu. Cho nên tại sao chúng ta phải sám hối? Sám hối để nhờ những cái lời kinh mình tự nói không được, không biết nói. Mà nếu mình mà có trước Phật mà mình nói, không có nói mấy này đâu. Mình không có nói là tội của con là gì, lỗi của con là gì, cũng có ít lắm. Mình tới trước Phật nói Phật phù hộ cho con. Nói nghe cho nó hoa mỹ thì giờ thân tâm an lạc. Nhưng mà nói đúng ra là gì? Cho con mạnh giỏi, cho con bình an. Nhưng mà tại vì chư tổ là cái người đã trải qua những cái khổ, cho nên các ngài viết lên những lời sám hối đó để cho mình có một cái phương pháp mình nương vào, cái chữ, cái câu kinh mình nương vào để mình phát lồ sám hối. Trong Phật giáo sám hối nói cho đủ, nếu mà nói cái nghĩa chân, nghĩa tròn của sám hối là phải nói bốn chữ phát lồ sám hối. Tại sao? Phát lộ là gì? Hay lộ, đúng ra là phát lộ. Chữ lộ là gì? Là hiển bày ra, làm cho nó có mặt ra. Phát là khởi lên, dám nói lên những cái sai của mình, gọi là phát lộ. Ngày xưa các vị viết sách đó, người ta trước khi người ta vào sách, người ta có một cái lời ở phía trước, tên là đôi lời phi lộ. Tôi có vài lời tôi muốn trình đọc ra. Mình mà bệnh á, mình xúc được mồ hôi á, nó mới khỏe, phải không? Xúc mồ hôi hạn. Bệnh mà không có xong, mồ hôi nó không ra, nó còn trong người mồ hôi bệnh, cho nó ra mồ hôi để nó có mồ thơm. Mình tu tập mà mình có phát lồ sám hối, sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Hồi nãy quý vị có đọc sám hối sáu căn phải không? Đây là một cái bản văn sám hối của một đức vua Việt Nam, đó là vua Trần Thái Tông, thế kỷ thứ 13. Ngài là một ông vua rất muốn đi tu, nhưng khi ngài lên tới núi, ngài gặp một vị thiền sư trên núi, thì thiền sư hỏi ngài: Hoàng thượng lên núi này chẳng hay có việc gì? Nếu trẫm muốn làm Phật. Thì thiền sư trả lời: Phật không có trong núi, Phật ở trong tâm.
hoàng thượng còn nhiều việc phải làm. Nhưng mà nếu hoàng thượng mà trở về, hoàng thượng tu tập mà vẫn làm vua, thì hoàng thượng vẫn có thể tu tập và điều hành đất nước được. Thì khi đó ngài trở về hoàng cung, ngài tiếp tục làm vua, nhưng mà ngài tu tập, ngài tự tay ngài soạn một cái bản văn sám hối cho chính bản thân ngài. Cái văn sám hối đó tên là Lục Thời Sám Hối Hoa Nghi. Một ngày chia ra 6 lần. Đầu hôm, tức là giữa cái vừng mặt trời vừa lên, sáng sáng một chút, rồi buổi trưa, rồi cái xế chiều, rồi chiều là tối. Cứ mỗi một thời như vậy đó, ngài sám hối một căn. Chia ra là sám lục thời, tức là 6 thời sám hối khoan nghi. Và ngài lấy 6 căn làm cái đề mục để mà sám hối. Tại vì tất cả những cái lỗi của chúng ta, có thể tội thì chưa nha, lỗi là gì? Có những cái mình sơ ý mình làm. Tội là gì? Khi mình cố tình mình làm. Thí dụ như mình dép với dép mà để gần nhau, mang nhầm, đem lại trả, kêu xin lỗi. Thấy đôi dép đó giống của mình mà đôi mình nó cũ hơn, thôi để gần đi, lát cái mình giả bộ mình mang lộn. Chuyện này là gì? Cố tình châm chĩa. Mà đâu có sao. Ví dụ lỡ mà mình đi về sớm, mà người ta không phát hiện thì coi như là mình sống. Còn nếu mà người ta lỡ, mà người ta nhìn ra thì nó tôi xin lỗi, tôi mang nhầm. Cái có cái tâm ý trong đó thì gọi là tội. Mà tại sao nó thành tội? Tại nó do ba việc. Mình á, có cái gốc tham. Tại vì mình có cái gốc tham. Rồi cái chiếc giày đó nó đẹp quá, nó mắc tiền, nó mới quá, mà nó giống của mình nữa. Mà mình mới có cái áo mà chưa có cái đôi giày nó giống nữa. Cái đó gọi là duyên tham. Nó có cái tạo cái duyên. Mà đồng thời để cái chỗ khúc nữa. Không ai duyên tham. Vô đây tụng kinh nhưng mà nghĩ sao lát là chôm đôi giày rồi. Mà nghĩ cái cách mà chôm đôi giày đó là cách thức tham. Ba cái nó kết hợp nha. Nhân tham, duyên tham, cách thức tham thành tội. Chứ đâu phải tự nhiên. Cái gì nó cũng phải có duyên, có nhân, có quả. Đấy, nhân làm cái gốc tham của mình, duyên là cái của có sẵn, phải không? Nhân với duyên thành ra quả, quả là ăn cắp thành công. Cho nên nhân quả đó, nói tắt thôi, nói cho đủ là nhân, duyên, quả. Bất cứ cái gì nó cũng vậy. Bây giờ ngược lại, mình có nhân tu. Nhân tu là thích tu. Duyên tu là ngày mai chùa tổ chức tu, phải không? Thích tu, đến chỗ mà ta tạo cái duyên cho mình tu, rồi mình ráng mình tu thành cái quả tu. Cho nên nhân quả nó không có xấu. Ăn thua là cái ý thức mình đưa vào đó. Nhân gì, duyên gì, để được cái quả gì. Nhân, duyên, quả. Cho nên á, mình phải có tâm ham tu. Đó, quý vị phải có ham, có tâm ham nghe pháp, có tâm ham tu. Chiều nay chiều thứ 6 mà đi đâu mà rần rần vậy. Mà tuần này lại là Mother's Day nữa, long weekend nữa, tiệm dũa đắt lắm. Có nhiều người xin phép không được nữa. Mà ráng lắm mới được có mặt ở đây, tranh đấu lắm mới được tu 3 ngày. Cho nên cô nào, chú nào, anh nào, chị nào mà tranh đấu dữ lắm mới được vô đây 3 ngày đó, thì phải tu để đừng có phụ lòng người chủ cho mình nghỉ. Người ta cho mình nghỉ để mình đi tu. Cho nên ráng tu tập cho có phước, tu tập cho có hạnh phúc. Trở vô tiệm làm tươi rói, ta nói trời cho đi tu về 3 ngày thấy khác nha. Tươi ra đó.
Ngược lại, chồng con hay vợ con cho mình vô chùa mình tu 3 ngày, về nó phải tươi lên chứ. Trời ơi, về hầm hầm thấy nhà cửa bê bối, tôi đi tu về mệt mà nhà cửa vậy. Thì ở nhà tôi nói sao? Chắc tôi ở nhà tôi nằm chắc nó mệt. Phải không? Mà đôi khi mình nói thôi, mình không có nghĩ. Cho nên á, thì Ngài mới dựa vào cái căn của chúng ta. Chúng ta có 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Rồi nó nhân với 6 cảnh. Tại vì mỗi cái nó có cái đối tượng của nó. Mắt á, thì cái đối tượng của mắt là gì? Là hình sắc. Tai thì đối tượng của tai là gì? Là âm thanh. Mũi, đối tượng của mũi là gì? Là mùi vị, hương, mùi thơm. Rồi lưỡi, đối tượng của lưỡi là gì? Là vị nếm. Đối tượng của cái thân này là gì? Là xúc chạm. Để mà nóng, lạnh, mềm, cứng, vân vân. Rồi đối tượng của ý là gì? Là những cái nhận thức phân biệt. Thí dụ Pháp Hòa nhìn có con mắt nhìn này, nhưng mà nếu Pháp Hòa không có cái ý, không có ý thức, không có cái thức của con mắt, thì Pháp Hòa không biết cái này là cúc. Chỉ là nhìn hoa vậy thôi. Nhưng mà nó thêm có cái thức của con mắt, tiếng Anh dịch là cái conscious. Cái conscious, cái biết của con mắt đó. Cái ý này là cái biết của con mắt đó. Cho nên nói này cúc, bắt đầu phân biệt tiếp. Cúc đại đoá, vàng anh. Cúc này đẹp hơn cúc trắng. Và đại đoá thì đẹp hơn tiểu đoá. Thí dụ vậy. Cho nên mình có con mắt, mình nhìn cái cảnh, mình phân biệt. Nhưng mà nếu mình phân biệt mà có mình có cái sự đắm chìm, thì cái này nó là thành là trần, sắc trần. Còn mình chỉ nhìn nó, mình không có dính mắt gì, gọi là sắc cảnh. Cảnh thôi, không dính mắt gì hết. Ví dụ như mình đi khắp nơi, mọi chốn, rồi mình gặp hết tất cả mọi người mà mình không có dính mắt ai trơn, thì người mình vẫn thấy không? Vẫn thấy hết. Nhưng mà không có người nào mình để tâm hết, thì cái đó là chỉ là sắc cảnh thôi. Nhưng mà tự nhiên mình gặp một người nào đó, mình để ý, mình xin số phone, mình về mình nhớ cái nụ cười người đó, thì cái người đó trở thành là sắc trần. Phải không? Có khi đi hết cuộc đời vẫn không tìm được một người mình yêu. Có khi chỉ một buổi chiều mình gặp người đó mình yêu tới già. Cho nên á, Ngài Trần Thái Tông á, Ngài dựa vào 6 căn của chúng sanh: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Ý á, là có tham, có sân, có si. Còn thân á, là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng á, thì nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời vô ích. Tức là nếu mà chi chiết ra, mỗi căn nó có những cái lỗi của nó. Như nãy quý vị thấy không? Con mắt á, thì thích nhìn hoa giả mà hình nhìn hoa giả mà quên chân thật. Thường thường á, cái hoa mình nhìn mình thấy nó đẹp, nhưng mà thủy chung nó là tạm. Còn ánh trăng á, không bao giờ mờ, không bao giờ phai nhạt, trăng luôn sáng. Chẳng qua lâu lâu có đám mây nó bay tới nó che, cho nên mình mới gọi là trăng tròn, trăng khuyết, trăng mờ, trăng nhạt, là vì mây nó che. Chứ bản chất trăng là không bao giờ có sáng tối gì hết, nó vẫn là một vầng trăng sáng đó. Nhưng mà hãy mình nhìn thấy hoa, trăng nó sáng, thấy hoa cái quên trăng. Nói thì thế gian là gì? Có trăng quên đèn. Nhưng mà nói theo cái Phật á, là đôi khi cái thật nó mãi mãi nó không biến đổi thì chúng ta quên. Còn cái gì nó biến đổi thì chúng ta lại mê nó.
Thí dụ như cái tâm của mình, cái chân tánh của mình, nó là từ bi, nó là hỷ xả, nó là rất là đẹp. Nhưng mà mình sống, mình lăn xả ra đời, cái mình quên hết tất cả những cái đó. Thậm chí mình tức quá, mình giận quá, mình nói Phật ơi cho con xin nghỉ tu một chút, còn giải quyết cái đám này xong. Nghe thì nó vui đó, nhưng mà mình rõ ràng là có những cái mình có nhưng mình quên. Tại vì sao? Mình bị lôi kéo. Chứ hồi nãy cái lời sám hối mở ra viết lên: lầm hoa giả mà quên trăng thật. Cái câu nó mang hai ý. Cái hoa thì nó có thay đổi à, nhưng mà trăng thì mãi sáng. Nhưng mà lâu lâu mình thấy mờ là tại mây che. Vậy thì trong nhà Phật á, mây là để biểu tượng cho cái gì? Cái trường hợp này mây che trăng là tượng trưng cho gì? Nghiệp lực nó che đậy. Còn chân tánh mình như vầng trăng vẫn sáng. Cho cái câu mà ngàn mây ngàn nước ngàn trăng hiện, mấy dặm không mây mấy dặm trời, là muốn nói tới cái chỗ đó. Trăng thì nó không có tròn khuyết, nó không có mờ tối gì cả, nó vẫn sáng vậy đó. Nhưng mà khổ thay, mình cứ thích cái giả, quên trăng thật. Yêu ghét rồi xấu đẹp cạnh tranh. Mình nhìn cái cảnh đó bắt đầu mình hễ mà thương á thì trái ấu nó cũng tròn, mà không thích rồi á thì cái bồ hòn nó cũng méo. Đó. Thương nhau á, cao 6 thì bổ 3, mà ghét nhau á, cao 6 bổ ra làm 10. Thương nhau thương cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng. Lầm hoa giả mà quên trăng thật, yêu ghét rồi xấu đẹp cạnh tranh. Rồi chẳng hay mặt thật của mình ra sao. Mặt thật của mình là gì? Là cái tâm, cái chân tâm của mình, bản lai diện mục của mình. Nên cái câu đó là cái câu mở đầu, ví dụ vậy đó. Thì chưa nói thì người dân á mà chết á thì bình thường, mà hãy người thân mà chết á thì lệ lòng xót xa. Cho nên hồi xưa đó, bà Visakha, bà lên với Đức Phật, bà khóc và nói đứa cháu bà chết. Đức Phật nói nếu mà trong cái thành Tỳ Xá Ly này mà tất cả những người ở trong thành này mà đều là con cháu của bà hết, bà chịu không? Nói dạ con nghe thì thích đó, nhưng mà con nghĩ kỹ lại rồi, nếu mà bà con trong cái thành phố này mà đều là của con hết, chắc ngày nào con cũng khóc hết, tại vì ngày nào cũng có người chết đó. Mà Đức Phật nói một câu rất là hay: nếu mà nước mắt của chúng sanh đó, mà khóc mà có thể chứa lại được đó, nhiều hơn nước bóng biển. Thật, nước mắt của chúng sanh đó, nếu mà khóc mà không có tan biến mà chứa lại là nhiều hơn nước bóng biển. Nội cái khổ chồng hay là bao nhiêu nước mắt, khổ vợ, khổ con, khổ công ăn, sự nghiệp vân vân, bao nhiêu nước mắt. Cho nên khi mà mình đọc sám hối không phải là mình hì hục, mình lại để mình lấy điểm với Phật. Nhưng mà cái giây phút đó mình quên cái tâm mình lại, nó không còn tán loạn đi đâu hết, để mình nhận ra những cái sai lầm của mình qua cái lời văn của các tổ. Có thể mình tụng xong mai mình làm tiếp đó, nhưng mà ít nhất trong một giờ đồng hồ đó mình chí thành, mình thấy lỗi, rồi mình sám hối, rồi ngày mai á mà lỡ mình có làm nữa đó, nó cũng sanh chút tâm tàm quý. Tàm quý là gì? Xấu hổ. Trời ơi, hôm qua hiền hợp lại Phật, rồi sao bữa nay dữ vậy? Cái nhớ chực vậy cái sao? Thôi bớt dữ, bớt thôi chứ chưa hết, phải không? Lúc đó mình cũng phải tự nói với mình: you good girl, you good boy. Cho nên mình quy y đến chi? Quy y để mình giữ cái giới đó, rồi lỡ mình có phạm á, mình biết tàn quý.
Cho quy đỡ lắm. Có nhiều vị mới nói thôi tôi còn tội lỗi lắm, tôi chưa dám quy y đâu. Rồi có nhiều người nói sao, quy y rồi mà làm nó tội còn hơn. Mô Phật, bộ không quy y làm không tội. Anh vô quốc tịch rồi hay là anh không vô quốc tịch, anh phạm pháp xử giống nhau. Nhưng mà nếu mà anh có quốc tịch mà anh phạm pháp đất nước khác, có thể đó cực cứu người ta mới bóc anh về, nước kia không được xử tội. Bóc về thôi. Cho nên có cái passport đỡ lắm. Ai mà chưa có cái Buddhist passport, ráng Phật đản này đăng ký ghi danh lấy cái passport. Vô họ nói vậy chứ thì có còn mới nói thưa đại chúng là mình có biết, mình không phải là mình biết mà mình phạm tội nhiều hơn, là biết mà lỡ phạm rút tay lại, ăn năn hồi tâm tạm quý. Cho nên trong bảy cái tâm sám hối, trước hết là phải có cái tâm tàm quý. Tàm quý là gì? Tự mình xấu hổ với mình, gọi là tàm. Tự mình hổ với mình, tự mình xấu hổ với người khác, gọi là quý. Tự tàm quý tha. Cái cách nhớ là vậy. Tự mình hổ với mình, tự mình thẹn với người, hay là tự mình thẹn với mình, tự mình hổ với người, gọi là tàm quý. Đức Phật có một cái bài kinh dạy về sáu căn. Trong cái bài kinh nó như thế này: mắt là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, với những loài thủy quái, với những trận cuồng phong. Có không? Có nhiều khi con mắt mình á, trời ơi, mình nhìn ai mà mình thương cái rồi nhìn đắm đuối tha thiết, nhưng mà mình không ưa ai rồi sao trợn trắng trợn trồng lên, nó xéo bên này nó méo bên kia, chưa nói khi mình giận dữ lên, phải không? Mắt là đại dương sâu, nó thâm sâu lắm. Xin thưa đại chúng, có nhiều người, người ta nhìn người ta đâu, người ta không cần phải điều tra gì đâu, ta nhìn mình nói chuyện mà con mắt mình sao ta biết chiều sâu của mình. Thí dụ, không phải nói ví dụ nha, mà không phải em ví dụ thôi nha. Ví dụ có nhiều người ta ngồi nói chuyện với mình mà mắt họ không có, thường thường á mình nói chuyện là phải eye contact, nói thì phải nhìn, nói chuyện người ta mà mắt láo lia thì người ta định nghĩa sao này gian lắm. Mắt là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, với những loài thủy quái, với những trận cuồng phong. Đọc trong kinh thấy Phật đưa những cái ví dụ, nhưng mà thật, mình thương ai, mình ghét ai, mà thậm chí đó, mặc dù mắt không trợn vậy đó, nhưng mà trong chiều sâu của ông đó là một trái tim thương yêu. Cho nên người mẹ thỉnh thoảng cũng thị hiện tiêu diện vậy. Cầm rồi ăn không? Muốn nó ăn nhưng mà tại nó nghe lời cầm rồi. Cho nên quý vị thấy không? Giữa người mẹ đánh con và một người hàng xóm đánh con của mình, hai cái tâm nó khác à. Người mẹ ruột mà đánh đứa con và người hàng xóm đánh đứa con đó, thì người hàng xóm là bực bội ghét bỏ. Còn người mẹ hung dữ đánh, nhưng mà trong lòng nó cả một cái tình thương. Cho nên họ rất thấm cái câu: có những lúc mẹ giận hờn trách móc, nhưng trong lòng lệ mẹ vẫn thầm rơi. Trời đang ấm sao hồn con buốt lạnh, dù ngày nay con đã lớn khôn rồi. Con chợt hiểu cho dù bao nhiêu tuổi, mất mẹ rồi đời vĩnh viễn đơn côi. Con thèm quá, thèm được nghe mẹ mắt. Đi hết rồi, những ngày tháng yên vui. Hồi đó mẹ mình mắng mình đâu có vui. Nhưng giờ mình muốn nghe lại cái tiếng đó. Chỉ lân mạnh tướng đó. Mắt là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, với những loài thủy quái, với những trận cuồng phong. Nhưng không sao,
cứ tu. Thuyền tôi đi trên những cơn sóng, xin nguyện nắm vững tay chèo. Mình có đang đi trên sóng không? Có phải không? Cái lúc dịch bệnh mình đi theo dịch bệnh, đeo khẩu trang, đứng xa xa, gặp nhau bắt tay cụm tay vậy không? Hồi xưa đâu có chịu chấp tay xá đâu, giờ dịch bệnh quá gặp nhau xá đi để nó đựng tới nó bắt tay mình. Mình là những người đang có đủ sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý và đi trong cuộc đời này, đi với những con sóng. Cả thân mạng này là một con thuyền, thuyền tôi đi trên cơn sóng, xin nguyện nắm vững tay chèo. Tay chèo đó là gì? Đó là tay chèo của chánh niệm. Mình á, tu không tu gì, cái bản chất phàm phu nó giống nhau, cái tham, cái đắm, cái ái nhiễm nó giống nhau. Nhưng mà tại vì nó đỡ cái là cái này nè, cái áo, cái đầu này, nó cũng thắng mình được chút, chứ có giỏi gì đâu. Cho nên cạo đầu không phải tu, nhưng mà giờ cạo đầu nó mới tu. Chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Tụng kinh không phải thành Phật, nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh. Tại vì chư tổ đã dạy: kháng kinh giả, minh Phật chi lý. Mình có kháng kinh, tức là mình xem kinh, là lời dạy, thì mình mới rõ được cái lý của Phật. Không có kháng kinh thì làm gì hiểu. Tọa thiền giả đang Phật chi cảnh, có ngồi thiền mới an hiểu được cái định tĩnh của tâm. Tối trước khi đi ngủ ngồi lại 5-10 phút, sáng trước khi đi làm ngồi 5-10 phút. Quý vị cứ ngồi đi, ngồi dùng nó qua 15 phút sáng, 15 phút tối, bảo đảm một thời gian sau quý vị không là Phật, nhưng quý vị là chính mình. Sống có biết dừng, biết chậm, và không để cho cái giận hờn tức tối phiền não nó lối mình như ngày xưa nữa. Thế thôi là đủ hạnh phúc rồi. Phật đâu có biểu mình tu tới thành Phật đâu. Tại chuyện thành Phật lâu dài lắm. Bây giờ mình thành một con người sống biết dừng, biết chậm, biết nhìn thấu, biết thương sâu. Còn bình thường á, mình cứ declare, tuyên bố tôi nóng lắm. Biết nóng mà sao không sửa? Vậy thì mới biết thôi. Người ta mới nói tôi biết chị nóng, tôi mới sống chị tới bây giờ. Tôi biết anh nóng. Tại người ta hiểu đó nha, ta hiểu mình đó, ta hiểu đó. Mặc dù ta chưa cảm hóa gì mình đó, mà ta chịu đắm ăn sôi tới giờ đó, ta đi trên những cơn sóng mà ta vững tay chèo á, để ta chịu đời mình. Thuyền tôi đi trên sóng ngọc, xin nguyện nắm vững tay chèo, để không đắm chìm trong biển sắc mênh mông. Đó là mới một căn thôi nha, căn mắt. Rồi bây giờ tới lỗ tai cũng quán vậy. Tai là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, với những loài tiểu quái, như những trận cuồng phong. Thuyền tôi đi trên sóng ngọc, xin nguyện nắm vững tay chèo, để không đắm chìm trong biển thinh mênh mông. Mũi cũng vậy. Mũi là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, với những loài thủy quái, với những trận cuồng phong. Thuyền tôi đi trên sóng ngầm, xin nguyện nắm vững tay chèo, để không đắm chìm trong mũi hương mênh mông. Quán sao cả. Thì Pháp Hòa nghĩ ngài Trần Thái Tông chắc ngài cũng đọc kinh Phật. Hôm nào có dịp Pháp Hòa sẽ lấy toàn bộ cái cuốn Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi này giảng cho đại chúng nghe.
Rồi đại chúng sẽ thấy rằng cái kiến thức của Ngài Trần Thái Tông mênh mông. Trước khi mà Ngài vào mỗi một căn đó là Ngài đem những cái điển tích, Ngài nói những cái điển tích, những câu văn hay lắm. Mà cái bộ này Pháp Hòa đã giảng một lần năm Pháp Hòa 19 tuổi. Nhưng mà rất tiếc là lúc đó không có thâu lại. Không có thâu lại. Lần sau mà có nói thì chắc có phương tiện thâu lại. Nhưng mà trong lòng cũng có cái thầm nguyện, đủ duyên thì Pháp Hòa sẽ nói lại cái bộ đó. Để chi? Thứ nhất, mình phải trân quý tác phẩm của cha ông mình. Đó là Ngài Trần Thái Tông, một đức vua của người Việt, một thiền sư Việt Nam mà cư sĩ, thiền sư cư sĩ, mà Ngài đã soạn ra cho tự thân Ngài sám hối. Bây giờ mình thấy hay quá, mình đem ra mình tụng, mình lập cái thời sám hối cho mình. Nếu mà đủ duyên mà Pháp Hòa tìm lại được thì Pháp Hòa cũng tìm lại cái bài sám hối mà ngày xưa Pháp Hòa đã tự viết để cho tự mình sám hối. Năm đó Pháp Hòa 15 tuổi. Khi 15 tuổi mà đi xuất gia đó, thì một hôm Pháp Hòa ngồi trong cái lớp học. Thường thường Pháp Hòa hay vô lớp sớm. Thì ở trong trường Pháp Hòa nó có một cái dãy, có những cái computer cho học sinh vô học. Thì Pháp Hòa hay vô sớm. Vô sớm đây chi? Đánh những cái bài kinh mà mình viết, hay đánh những cái gì mình muốn. Mà lúc đó đánh máy đâu có bỏ dấu. Đánh máy rồi trong trường có máy in, mình in ra thôi. Hồi đó là còn cái loại máy Macintosh bự tổ chạc, rồi cái floppy disk ấy, nó viết xong mình save vô cái đó. Rồi Pháp Hòa có viết cho Pháp Hòa tự một cái bài sám hối. Mỗi ngày tụng kinh xong tự mình thầm đọc cái bài sám. Rồi lâu quá cất cái bài đó. Hôm nào nếu mà Pháp Hòa đủ duyên tìm lại được cái bài đó đọc cho đại chúng nghe. Cho nên á, nếu mà mình dựa, mình hiểu được cái phương cách rồi, phải không? Tự quý vị mỗi ngày quý vị tự sám hối cũng được. Nếu không có thời gian, không có theo bài bản được, tự mình, tự mình 5-10 phút gì đó, mình ở trước cái giây phút đó là giây phút gì, mình nhìn lại, quán lại. Và đồng thời thuộc cái câu nãy mình nói, con mắt, cái tai, cái miệng, cái mũi của mình ngày nào mình ở trong những cơn sóng. Tại vì sao? Nhiều hấp dẫn quá, nhiều thứ hấp dẫn quá. Nội cái bây giờ, nội cái ăn thôi quý vị thấy không? Nội cái ăn thôi mà bây giờ đủ kiểu đủ cách. Mà ăn càng ngon, càng fancy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Càng nhiều bệnh. Mà mình ăn, nếu mà mình xin nguyện nắm vững tay chèo để không đắm chìm trong biển vị mênh mông, ngon thì có ngon, nhưng mà bệnh thì thôi xin chữa. Ngon thì có ngon mà thôi đủ no rồi thôi, để không đắm chìm trong đó. Chứ làm sao mình khỏi nó được. Bất quá là mình là những người đi trên những cơn sóng với 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Xin phép chia sẻ này với mấy anh thanh niên. Có nhiều anh lên tham vấn: thầy, con biết con có vợ rồi, mà sao cái tấm tánh con kỳ quá, thấy cô nào đẹp đẹp con cũng ngắm nghía một chút, khởi tâm một chút. Rất là thành thật. Pháp Hòa mới nói chuyện đó rất bình thường. Nhưng mà cái tu của mình ở cái chỗ là mình biết đó chỉ là cảnh thôi, đi ngang thôi. Sau đó rồi sao? Mình phải trở về cái ý thức của mình. Là cho nên cái câu mà truyền giới thứ ba đó, ý thức cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình. Bổn phận của mình bây giờ là một người chồng, một người cha. Mình không thể làm hơn được nữa. Cho nên tu á, không phải là cái gì mà mình nhận ra được tất cả những cái gì nó đang xảy đến trong trong đời sống của mình mỗi ngày. Dù là những cái tâm lý, những cái sinh lý, những cái bình thường. Nhưng có một cái hay là
đã có vững tay chèo để không đắm chìm trong biển sắc, biển ái mênh mông. Chứ là mình đâu phải là cái thí dụ như mình gặp mà mình trơ trơ đó đó thì mình tu riết mình biến mình thành đá, thành sỏi sao, đâu phải. Một con người rất bình thường, biết hết nhưng mà biết dừng. Xin nguyện nắm vững tay chèo để không đắm chìm trong cái biển đó, biển sắc, biển thanh, biển vị, biển xúc. Cho nên ngày xưa tại sao mà Phật không có cho các thầy ngủ cái giường quá rộng, ngủ cái giường vừa đủ, gọi là cái đơn. Đơn là gì? Đơn là single, là đơn chiếc, nghĩa là ngủ cái chỗ đó nó vừa đủ. Tại vì sao? Tại vì cái theo cái khuynh hướng bình thường, hễ mà rộng thì mình làm gì? Lăn. Mình lăn, mà mình lăn thì mình thoải mái. Mà thoải mái thì sao? Đắm chìm ở trong cái feeling thoải mái đó. Mà thậm chí mà các thầy mà ngủ trong rừng á, nếu mà các thầy mà ngủ trong rừng á, tìm được một gốc cây nào mà ngủ mà êm ả một chút á, mà cảm thấy trời chỗ này ngon quá đó nha, ba đêm thôi nha, không được ngủ tới đêm thứ tư á. Phật kỹ đến mức như vậy. Cho nên á, cạo đầu cũng có cái lý. Để chi? Để cho nó bớt đi những cái hình sắc. Nhưng mà những vị ta cạo xong ta vẫn đẹp. Em không dám nói à. Này quý vị tự khen à. Nhưng mà nếu nói cho đúng ra là rất là modern. Cái áo này tuy nó bình thường vậy mà nếu Pháp Hòa mà bây giờ Pháp Hòa mà ra ở đây có cái mo gì hả? Sài Gòn mo à? Có không? Nếu Pháp Hòa mà ra Sài Gòn mo với đại chúng là người ta sẽ nhìn Pháp Hòa hơn. Tại Pháp Hòa lúc khua. Thưa đại chúng là hôm nay chúng ta tụng sám hối sáu căn. Chữ căn là gì? Căn là cái gốc. Sáu căn nghĩa là sáu cái gốc rễ mà sanh ra các lỗi. Đó là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Và những cái đối tượng của nó là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Và những cái phân biệt để chúng ta vui buồn, khổ đau theo nó là thức. Là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, tỷ thức, thân thức, ý thức. Cái khổ của mình là chỗ cái thức có phân biệt. Sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, sáu lần ba là 18. Cho nên mình có sâu chuỗi 18 hộp. Cái sâu chuỗi tai 18 hộp. Đức chuẩn đề có 18 tai. Bồ Tát chuẩn đề có 18 tai. Tượng trưng cho sáu căn, sáu trần, sáu thức. Và trên mỗi bàn tay của Bồ Tát cầm một pháp khí. Có khi là một cái bánh, có khi là một cái bông, có khi là một cái kiếm, có khi là một sâu chuỗi. Đó là phương tiện để độ. Còn mắt của mình nó vẫn còn thích sắc phải không? Nhưng mà thay vì mình tìm những cái hình sắc khiêu gợi gì đó làm cho mình bị đắm chìm, thì bây giờ hình Phật, tranh ảnh của Phật, tức mình thay đổi cái đối tượng của sắc. Đó là phương tiện. Nhưng mà mình biết rằng hình Phật đó cũng chỉ là phương tiện do mình tưởng tượng lên. Quan Âm dáng vẻ vậy, rồi vẽ vậy. Cho quý vị đi thấy Quan Âm không giống Quan Âm nào hết. Người Hoa thì rất thích là cái người phúc hậu, cho nên tròn trịa mới đẹp. Cho nên Quan Âm của người Hoa là người nào cũng có nọng. Còn người Việt là thích ốm, cho nên Quan Âm của người Việt là ốm ốm, thon thon. Đó, chẳng hạn Đức Quan Âm đứng trước đó, Quan Âm Việt Nam đó. Còn Quan Âm ở trên Tây Thiên, Quan Âm Trung Quốc bự bự. Đấy, mỗi một cái sắc mình nhớ là đó là biểu tượng. Cho nên mình biết cái hình ảnh cũng là phương tiện rồi. Bây giờ cái tâm mình nó còn chạy nhảy quá,
phương tiện lấy sâu chuỗi làm để niệm Phật, để cái tâm mình nó bám vào chuỗi. Vậy thì sâu chuỗi cũng là phương tiện thôi. Nếu mà cái này là một quyển sách bình thường có thể vất tùm lum, nhưng mà nếu mình tuyên bố đây là quyển kinh thì mình phải có một chút tôn trọng. Mà đôi khi cũng quên nè, đang cầm quyển kinh vậy mà gặp thầy tới là kẹp nắp ngon lành. Để chi? Để xá thầy. Thế mình quên lắm. Nhiều khi mình kính thầy mình quên kính kinh. Nhưng mà cuốn kinh phải không chứ, phải không? Cho nên ví dụ lỡ mình đang cầm quyển kinh, mình gặp quý thầy, mình gặp những người khác, mình muốn chào, mình làm sao? Cầm hai cái tay cho cuốn kinh cúi đầu, không có cầm cuốn kinh xá mà cố kẹp đây. Có nhiều khi đang tụng kinh vậy đó ha, mở kinh ra tụng vậy, tới cái bài nào mình thuộc đó, cái mình muốn cho mọi người biết bài này tôi thuộc, gấp kinh lại kẹp nắp tụng để cho mọi người biết bài này tôi thuộc. Cái lát ông thầy bắt vào bài mới, chết cha, bài này bài gì đó, mở nắp ra. Cho nên á, những cái đó là những cái react bình thường, những cái phản ánh bình thường trong cuộc sống. Mà nếu chúng ta dừng là được, ồ tại sao kinh mà mình lại để vậy, lấy nó ra. Vậy thôi. Cho nên cuối cùng Pháp Hòa cũng thưa đại chúng là gì? Tu là người đủ khả năng xử lý, giải quyết mọi tình huống. Nghĩa là mọi tâm hành mình nó biến đổi, mọi việc gì nó xảy ra, mình đủ khả năng nhận biết. Thí dụ lỡ mình có để quyển kinh vào trong cái cánh tay mình, nhưng nhận thức được rồi thì lấy quyển kinh ra. Lúc đó mình mới nói với mình, tu là vậy đây, vừa thấy sai liền chỉnh. Khi mình đi ngang thấy cái ghế nó méo, mình khởi cái tâm đầu tiên là kệ, ai làm gì làm, phải chuyện của mình. Hoặc là chuyện đó của người kia, phải chuyện của mình. Hoặc là có người làm mình làm chi. Tất cả những cái gì nó khởi lên để mình không chỉnh cái ghế thì mình tự nói với mình, tại sao mình được ngay trong giây phút mình được chỉnh mà không chỉnh, lại chỉnh cái ghế cho nó ngay. Pháp Hòa luôn luôn, nhiều lúc mình cũng sanh cái tâm lười vậy. Thật tình đi ngang thấy cái đó mình cũng khởi cái tâm lười, nhưng mà cái giây thứ hai đó đấy, ủa rồi mình đi lên pháp tòa mình nói quá trời mà sao mình không có làm gì mình nói cho vậy, cái thì mình trở lại mình làm cái đó. Thưa đại chúng, mình cũng là con người, có những lúc cũng lười biếng, có những lúc giải đãi, có những lúc gì buồn giận không muốn làm, vân vân. Thậm chí mình nói mình muốn người ta vô đây làm mà tại sao mình phải làm. Những cái lúc mình khởi như vậy thì mình nói với mình, tại sao mình được cơ hội mình không làm. Nhiều khi mình đâu còn cơ hội nữa. Giống như ngày xưa, sách xưa có câu, mộc dục tịnh nhi phong bất định, tử dục dưỡng nhi thân bất tài. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, con muốn nuôi cha mẹ nhưng mà cha mẹ đâu còn nữa. Nhiều khi mình muốn làm chuyện đó mà không làm được, mà trong khi mình được cơ hội là không làm. Cho nên Đức Phật dạy một bài kinh rất hay: lúc còn trẻ phải tu, tại lúc già yếu ớt, quên tới quên lui tu không được. Phải không? Trẻ tu phải không? Lúc còn khỏe phải tu, tại vì lúc khỏe không lo tu, lúc bệnh tu sao nổi. Rồi lúc già phải nói già phải lo tu, tại vì già là nó sắp chết, mà không lo tu chết ai dẫn đường. Rồi lúc người nào mà bệnh á, Phật nói lúc bệnh phải nên tu, tại vì bệnh nghĩa là mình không còn cơ hội. Cho nên đâu rốt cuộc rồi á, hoàn cảnh nào cũng tu, trẻ, khỏe, bệnh, già đều tu hết. Lúc giàu nên tu và chia sẻ, để lỡ mình không có cái còn cái phương tiện mình sẽ chia. Lúc nghèo cũng chia sẻ, tại vì do mình không chia sẻ cho nên mình mới nghèo, thời giờ ráng bố thí để tạo phước. Nhưng mà Phật đâu có biểu là mình phải làm gì mà quá, phải không? Làm gì trong khả năng của mình. Mà thậm chí
không có gì hết. Chỉ cần một lần mình tha thứ, mình bao dung, hay là thậm chí một lời nói của mình cũng đều là bố thí. Bố thí không cần phải tiền của. Tại vì bố thí nó có ba loại. Bố thí tiền là tài sản đó, và một vật chất. Bố thí pháp, bố thí vô ý. Ngày mai mình sẽ học một cái bài kinh rất hay. Pháp Hòa mỗi khi mà đọc kinh, thấy bài kinh nào hay thì làm dấu, ghi lại, rồi có cơ hội chia sẻ với đại chúng. Hôm nay nhân ngày chúng ta sám hối sáu căn, thì Pháp Hòa trước hết giới thiệu tác phẩm này. Thật ra thì nếu mà nói sâu sắc thì còn nhiều thứ. Nhớ đây tổng quan, người chế ra pháp sám này là Đức Vua Trần Thái Tông, một Đức Vua Việt Nam. Thứ hai là bài kinh mà Đức Phật nói đó, sao về sáu căn. Thì mong đại chúng sau này mình có cơ hội đọc cái bản văn này thì chúng ta thầm biết rằng đây là một bản văn sám hối của Đức Vua Việt Nam, và Ngài đã tự thân Ngài sám hối bản văn này. Ngày nay dù mình đã cách Ngài 1,000+ năm, nhưng mỗi khi chúng ta đọc sám pháp này thì mình biết rằng Ngài cũng đang ở trong lòng của mình. Và Ngài là ai? Trong cái lễ hồi nãy chúng ta lễ Trúc Lâm Đại Đầu Đà, Ngài xưng Ngài Đầu Đà là gì? Là một người tu khổ hạnh ở trên rừng, trên núi tu khổ hạnh, gọi là tu Đầu Đà. Ở trên cái Ngài tự xưng Ngài là Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Và hai người đệ tử nối tiếp đó là Ngài Pháp Loa và Ngài Huyền Quang. Cho nên ở trong cái lễ hồi nãy mình lễ đó, có ba vị mình lễ đó: Trúc Lâm Đại Đầu Đà, tổ sư Trúc Lâm Đại Đầu Đà, tổ sư Pháp Loa là nhị tổ của phái Trúc Lâm, và tổ sư Huyền Quang là vị tổ thứ ba, là ba vị tổ của cái thiền phái Trúc Lâm. Và ngày nay sư ông Thanh Từ coi như là tiếp nối cái con đường mà thiền tông của Ngài Trần Thái Tông. Thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng, thì chúc đại chúng an lạc cuối tuần. Đủ duyên thì chúng ta sẽ gặp lại vào 2 ngày tới, thứ bảy và chủ nhật. Mong quý vị trong 2 ngày này mình có 2 cái tâm niệm. Thứ nhất là mùa Phật đản, chúng ta tu tập để đem cái phẩm vật này dâng cho Đức Thế Tôn. Thứ hai là Mother's Day, và mình tặng cho mẹ mình, dù là mẹ còn hay mẹ đã mất, cũng không gì bằng sự tu tập. Mẹ còn thì mình hồi hướng công đức tu tập cho mẹ khỏe mạnh, mẹ mất thì mình hồi hướng công đức này để mẹ nương nhờ công đức mà sanh về cảnh lành, nương theo tu tập. Cho nên bằng 2 cái tâm niệm cúng dường cho Phật là bậc thầy của mình, hay là người cha lành của mình, và Mother's Day là người mẹ sinh ra mình trong đời này, thì chúng ta có 2 người rất quý trong cuộc đời này, người thầy tâm linh và người mẹ sinh thành. Chúng ta dâng lên cho 2 vị đó công đức tu tập của mình. Cho nên đi phải biết đường, làm phải biết cách, thì quy y pháp là trở về nương tựa với con đường mà hướng dẫn chúng ta đi tới đường chân thật, an vui hạnh phúc. Cho nên người Phật tử quy y pháp là phát cái tâm, có cái thiện chí muốn hướng cuộc đời mình tới cái chỗ cao gọi là hướng thượng, tới chỗ gọi là tốt gọi là hướng thiện, đến cái chỗ an vui tự tại gọi là hướng giải thoát. Mình không có làm gì sai thì tự nhiên tâm mình có một cái tự tại, có giải thoát, gọi là quy y pháp. Quy tăng là đoàn thể của những người sống theo lời Phật. Người xuất gia cũng sống theo lời Phật, người tại gia cũng sống theo lời Phật. Vậy thì chúng ta gọi chung nhau là gì? Là Phật tử. Phật tử không có phân biệt. Phật tử không có phân biệt là tu sĩ hay là để dành riêng cho các vị cư sĩ. Hiện tại bây giờ chúng ta dùng cái từ là người xuất gia và Phật tử để nói lên cái chỗ là người tại gia,
và chúng ta là người xuất gia. Chứ nếu đúng hiểu nghĩa đúng, chữ Phật tử là danh từ chung. Danh từ chung bất cứ ai như quý thầy, quý cô cũng là Phật tử, đệ tử Phật mà. Vậy thì quy y tăng là đoàn thể của những người sống theo lời Phật, nương vào cái đoàn thể đó. Tại vì sao? Tại vì chính đoàn thể đó nuôi dưỡng mình, sắp tấn mình và giúp đỡ cho mình trên con đường tu tập. Cũng giống như ai mới tới tìm tới cộng đồng người Việt để được giúp đỡ đời sống mới. Thí dụ mình chưa biết nhà mướn ở đâu, mình chưa biết chỗ học tiếng Anh ở đâu, người ta có những trung tâm của người Việt để giúp đỡ cho những người mới tới. Ngày nay có thể cái phương tiện đó nó hay hơn, nó cũng không cần đi tới những cộng đồng, nó có sẵn ở trên mạng hết. Mình có thể mình tìm và có thể tìm được những cơ quan như vậy, những người giúp đỡ cho mình. Cho nên khi mình lạy Phật, mình lạy ba lạy, phải không? Lạy Phật là lạy ba lạy. Ba lạy đó là tượng trưng cho Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Chờ chốc nữa quý vị nào mà quy y thì quy y là gì? Là trở về nương tựa Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Phật là thầy, Pháp là lời dạy, Tăng là một đoàn thể. Quý vị có gia đình với nhau, 2 người, 3 người, 4 người, 5 người, mà một cái đoàn thể này mà không có tu tập rồi, đổ vỡ hạnh phúc. Không nghĩa là gây gỗ với nhau mỗi ngày, không hiểu nhau, không thương nhau, không chấp nhận nhau, không ôm ấp được nhau. Cho nên mình học Pháp để làm cho cái đoàn thể này hạnh phúc lên, học Pháp để làm cho gia đình mình hạnh phúc lên, học Pháp để làm cho thân tâm mình hạnh phúc lên. Hồi chiều có một vị Phật tử tội nghiệp mới sang có mấy tháng, bây giờ mắc bệnh nan y, thì lên thăm thì Pháp Hòa cũng có an ủi. Và Pháp Hòa cũng có nói bây giờ cái trước hết là mình mở lòng mình tiếp nhận, đây là sự thật. Mình tiếp nhận để làm gì? Để tâm mình bình an, mình không có khổ đau, mình không có bi lụy, mà mình biết đây là sự thật. Để làm gì? Để chữa trị, đồng thời để chuẩn bị những gì mình cần làm, những gì mình cần sắp xếp. Và khi mình hiểu được như vậy, nhiều khi cái tâm mình nó bình an á, tự nhiên cái bệnh mình nó giảm đi, hoặc là nó giữ yên đó, nó không phát triển. Và nhiều người có đủ nhân duyên, phước báo, có đủ sức khỏe vượt cũng có thể hết. Thật ra mình khó nói, nhưng mà ở đây á, mình học Pháp để mình nhận diện tất cả các Pháp trên thế gian này. Cái gì có sanh, cái đó phải có hoại diệt. Nếu mình luôn luôn tâm niệm cái đó, cái gì có sanh, cái đó phải hoại diệt. Cái hoa này nó có sanh nè, cho nên nó phải héo. Thân con người mình á, từ một cái trứng nhỏ trong bụng mẹ, rồi dần dần theo cái luật vô thường mình, mà 2 tháng, 3 tháng, cho đến ngày mình sinh ra. Rồi khi bắt đầu mình sinh là bắt đầu bỏ cái phần đó, tính bắt đầu từ 2 tháng, 3 tháng tuổi ở ngoài đời. Hồi lúc ở trong bụng hỏi mấy tháng rồi? 3 tháng, 4 tháng. Rồi sanh ra hỏi được mấy tháng, cũng trở lại 3 tháng, 4 tháng. Tức là trong bụng mẹ là mình tính theo cái thời gian trong bụng. Rồi khi trở ra ngoài là bắt đầu mình tính. Cho người Tây Phương là tính ngày nào sinh nhật mới tính tuổi. Còn người Việt Nam mình 9 tháng trong bụng đã là 1 tuổi rồi. Cho nên nó hỏi nhiêu năm nay, dạ con 21 tuổi. Ủa, tính ra con mới có 20 mà. Dạ, tính theo tuổi Việt Nam. 9 tháng ở trong bụng mẹ là đã thêm 1 tuổi rồi. Cho nên người Việt nói đúng là người Việt tính đúng tuổi, không có ăn gian. Mấy đứa Mỹ, mấy đứa nhỏ mình, ngày mai sinh nhật, nó bữa nay hỏi nó mấy tuổi, nó nói con 9 tuổi rưỡi, ngày mai mới được 10 tuổi. Một ngày nó cũng không chịu, phải chờ ngày mai nó mới chấp nhận 1 tuổi. Vô thường là gì? Là sự biến đổi. Cái gì có hình tướng, cái đó chỉ là tạm bợ. Nếu chúng ta thường tâm niệm những cái câu đó đó, những cái lời pháp đó đó, thì khi mà cái việc gì nó đến với mình đó, buồn mà không khổ. Tại khổ là cái trầm thống của cái buồn, còn buồn là thoáng. Tại vì mình đâu có expect nó như vậy, mình đâu có muốn nó như vậy, nhưng mà nó tới. Cho nên đó, hiểu Pháp đó, thì mình sống với Pháp. Mà sống được với Pháp là mình có phương pháp. Mà có phương pháp thì tự nhiên mọi việc, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Mà người mà có phước á, phải không, thì người ta phước là gì? Phước ở tâm linh, phước ở vật chất. Tâm linh là mình có cái phước biết suy nghĩ thoáng ra, không có bị chấp trước vào những cái hình tướng sự việc. Còn phước vật chất là mình có ăn, có mặc, có nhà, cửa, có mọi cái vật chất xung quanh. Nhưng mà ở mặt phước tâm linh đó, là mình có được một cái tâm tánh rất là thoải mái. Người mà dễ dãi cũng khỏe lắm, nằm xuống ngủ, không có lo lắng, suy tư gì hết. Mặc dù rất nhiều việc để lo, nhưng mà hãy nằm xuống thì ngủ. Mà biết đó cũng là cái phước của mình. Có nhiều người cũng không lo gì hết, nhưng mà có một cái bệnh khó ngủ. Rồi có nhiều người ban ngày lo chưa đủ, lo luôn cả ban đêm, nằm trằn trọc không ngủ được. Thành thử ra chúng ta phải biết rằng học pháp là để chúng ta có được cái hiểu biết. Mà khi mình biết sự việc đời, nó có hai việc: biết khác, hiểu khác. Ví dụ mình nói biết anh đó không? Dạ biết. Nhưng có thể mình chưa hiểu anh. Không? Biết một việc, hiểu một việc. Biết, hiểu và hành. Từ cái biết, cái hiểu, cái hành, nó đưa mình đến cái chỗ an vui. Thì trong kinh đó, Đức Phật có dạy một bài kinh đó, mình có cái tướng trạng tốt xấu. Có nhiều khi sống ở đời mình không có biết lúc nào mình nên làm gì, lúc nào mình không nên làm gì. Vì vậy mà Phật dạy mình đó, có cái bài kinh gọi là thất tri. Kinh thất tri nghĩa là kinh bảy cái biết. Ví dụ như là biết nghĩa nè. Biết nghĩa là sao? Mình làm việc gì mình phải biết cái ý nghĩa của nó. Ví dụ như tại sao lại Phật ba lại? Giờ biết chưa? Biết ba lại là gì? À, Phật Pháp Tăng đã mới biết thôi nha. Rồi ta hỏi Phật là gì? Pháp là gì? Tăng là gì? Giảng được cái chỗ đó gọi là hiểu và ứng dụng được. Cho nên biết nghĩa có nghĩa là mình biết được ý nghĩa. Rồi lại Phật lại ba lại, nhang thắp ba cây. Hỏi tại sao thắp nhang ba cây? Nhang giới, nhang định, nhang tuệ. Ủa mà nói ba mà tại sao tôi thấy gần đây thắp có một hả? Dạ tại vì trong Phật giáo tuy ba mà là một. Tại vì trong cái này nó có cái kia. Trong cái giới nó phải có tuệ, có định. Trong định có tuệ, có giới. Giới là gì? Là người biết tuân thủ, hành trì những điều ngăn cấm không làm. Mà người có giữ giới thì lòng lúc nào cũng an tịnh. Cho nên dẫn đến cái định, giới sanh định. Và từ cái định tĩnh nó làm, nó dẫn tới con người có trí tuệ, có hiểu biết, có trong sáng, gọi là gì? Tuệ. Tuy nói là ba, nhưng mà trong tuệ nó phải có. Ngay cái người có trí tuệ, mình biết người này có định, có giới. Tại họ không có định làm sao họ phát sáng được những cái chuyện như vậy. Họ không có tuệ làm sao, họ không có cái tuệ làm sao họ biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cho nên ngay cái người mà họ sống, họ biết bỏ ác làm lành là trong người đó có tuệ rồi đó. Người có tuệ cho nên mới biết được cái gì nên giữ, cái gì nên bỏ. Thắp nhang ba cây, giới, định, tuệ. Thắp một cây là biểu tượng rằng trong một có cả ba. Đó. Tại sao hào quang Phật có năm màu? Tượng trưng cho năm giới. Phật tử giữ tượng trưng cho năm căn: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Vì vậy lấy màu hào quang của Phật chế ra lá cờ Phật giáo. Bây giờ quý vị thấy lá cờ Phật giáo treo khắp chùa trong những ngày đại lễ: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, tượng trưng cho tính, tấn, niệm, định, tuệ. Tượng trưng cho năm giới, tượng trưng cho năm châu. Tại sao cái mỏ khắc hình con cá, không để hình con trâu, ngựa gì, để cá? Vì con cá ngủ không có nhắm mắt, biểu tượng cho người tu lúc nào cũng tỉnh thức. Tại sao mình phải cúng bông? Tại sao mình cúng trái cây? Tại sao gọi là kinh mà không gọi là chữ khác? Kinh nói cho đủ là khế kinh. Khế kinh là gì?
là kết hợp lại những lời dạy mà nó phù hợp với căn cơ và trình độ và đạo lý chân thật. Bất cứ cái gì mình nói mà hợp lý mà không hợp với người nghe thì cái đó nó chưa được gọi là kinh. Thí dụ gặp đứa nhỏ mới có 6 tuổi à, con ráng tu nghe con, đời vô thường lắm, sống nay chết mai. Nó hiểu gì mà nói chuyện đó, mặc dù mình nói chân lý không? Nói rất chân lý không? Nhưng mà nó đâu đúng với cái tuổi tác để nghe, phải không? Như vậy thì kinh nói như thế nào, chân lý là một, mà hợp với người nghe nữa. Người nghe mà hiểu mình nói thì cái chân lý mình nó có tác dụng, nó có giá trị. Còn nếu mình nói chân lý mà người nghe không hiểu gì hết, nói gì? Rồi thôi bây giờ một ông Phật tử mới tới chùa nè, hỏi ông nhiêu tuổi? Dạ năm nay con 40 rồi. 40 rồi mình nghĩ là ông này có đủ trí tuệ không? Lấy Bát Nhã ra nói, sắc tức là không, không tức là sắc. Ông giật tiền mình, sao lấy tiền tôi? Dạ giật tức là không, không tức là giật. Bác xài cũng như con xài. Vậy thôi bác giữ chi để con xài. Ta mình nói chân lý đúng, nhưng mà cái người, cái trình độ căn cơ người ta chưa đủ để nghe. Cho nên á, mình làm cái gì á, nó thích đáng được cái sự việc. Gọi là mình tri nghĩa là một việc, phải không? Cái thứ hai là phải tri thời. Tri thời là gì? Biết lúc nào nói, lúc nào không. Trời ơi, gặp đâu thuyết đó, gặp đâu thuyết đó, riết nó gặp mình nó ngán muốn chết. Hỏi sao vậy? Tôi sợ gặp cái ông đó, ông thuyết pháp tối ngày. Thầy quý vị thấy không? Phật pháp nhưng mà nói phải đúng lúc, đúng thời, chứ là phải tri thời. Mình tới nhà ai chơi, biết lúc nào nên tới, lúc nào nên lui. Ngồi hoài ta nhìn đồng hồ miết mà mình cứ tự nhiên. Nè, không biết tri thời, phải không? Cho nên Phật, từ đó mình mới thấy tại sao chúng ta gọi Đức Phật là bậc nhất thiết trí, người biết tất cả. Tại vì Đức Phật là người có trí tuệ. Người có trí tuệ mà không phải trí tuệ học thức thế gian. Trí tuệ này là do Ngài tư duy, Ngài tu tập mà Ngài sáng được. Cho nên cái gì Ngài nhìn Ngài cũng biết. Còn mình nó nói suốt mấy năm chưa biết đó. Còn Đức Phật là nhìn đâu thấu đáo đó. Cho nên được với Đức Phật mới đổi gọi là Pháp Vương. Pháp Vương là vua Pháp, vua của các Pháp. Hay nói cách khác là vua hiểu tất cả các Pháp và không, và đủ khả năng để chuyển hóa các Pháp. Chữ vua đây là để tượng trưng cho cái người mà thấu đáo, tột bực. Thường thường ở trong cái nghĩa là vua là trên hết, phải không? Vua là trên hết. Ông, một đất nước ông vua là cao nhất. Thì cái chữ vua Pháp là gì? Chúng ta gọi là Pháp Vương. Tức là ông vua mà hiểu được tất cả, thấu đáo các Pháp, các sự việc trên thế gian. Cho nên á, đời sống vợ chồng trong gia đình cũng vậy. Mặc dù là vợ chồng với nhau, sống với nhau có bao nhiêu mặt con rồi, nhưng chúng ta vẫn phải biết một điều rằng chúng ta cần phải tôn trọng lẫn nhau. Nếu không có sự tôn trọng, tương kính thì cái tình nghĩa vợ chồng nó sẽ dễ mang, nó sẽ dễ bị mòn, dễ bị mất. Cho nên ở trong kinh Đức Phật dạy vợ đối với chồng có 5 điều, chồng đối với vợ có 5 điều, mà trong đó có một câu giữa hai bên Đức Phật đều dạy: tôn trọng đi trước, ân ái theo sau. Bên vợ, đối với vợ Phật cũng nói câu đó, mà đối với chồng Phật cũng nói. Tại vì sao? Ân ái là cái thô, tôn trọng là cái lễ. Mà cái lễ mà có đó thì nó không có mất đi cái sự khinh thường lẫn nhau đó. Cho nên á, nhiều khi á, hồi đó mình mới gặp, mình kính cái người đó lắm, mình gần người đó đó, cái người đó mà họ sống rất là xấu, rất là dở. Tự nhiên lâu ngày cái mình hết kính, tại vì mình lờn, mình thấy được cái bản chất của người đó nữa. Thì cho nên Đức Phật dạy rất kỹ, đối với vợ chồng, chồng đối với vợ có 5 điều, vợ đối với chồng có 5 điều. Mà câu đầu Đức Phật đều dạy tôn kính đi trước, ân ái theo sau.
Cho vợ chồng mà có được cái giữ lễ, dù có giận tức nhau cũng không nói những lời thô, và biết cái lúc nào nên làm gì. Ngay cả trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, bất cứ một cái tình cảm nào, bất cứ một sự quan hệ nào, nếu chúng ta có được cái tri, cái biết đó, mà cái biết này không phải là cái biết để chúng ta hại ai, mà chúng ta biết sống. Chúng ta biết sống là chúng ta sống mới tồn tại. Mặc dù người xưa dạy nè, khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống. Mà nói cùng là biết cũng chết luôn. Nhưng mà chết gì? Chết trong nhẹ nhàng, chết trong tự tại, chết trong cái sự gọi là bình an, không có khổ đau. Chân lý là ai cũng phải chết, nhưng mà cái chữ mà các ngài dùng biết là sống là nghĩa là gì? Chúng ta biết sống, và đi tới đâu chúng ta sống cũng không có bị người ta chê cười. Mà trong kinh Từ Bi nói, các vị ấy không làm những điều gì mà các bậc thức giả có thể chê cười. Đức Phật dạy bài kinh này để cho chúng ta tư duy, quán chiếu, và chúng ta thấy được cái tướng trạng, tâm tánh của bản chất sống của mình, để mình sống như thế nào, mình mang lại cái lợi ích cho bản thân, cho mọi người. Đây là lời kinh. Một thời Phật ở nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu có người ở trong nhóm tà thì có tướng trạng gì, nhân duyên gì? Các tỳ kheo bạch Thế Tôn, Như Lai là vua của các pháp. Hồi nãy vừa nói đó, vua của các pháp thì chúng ta thường gọi là pháp vương. Quý vị hãy đọc đó, pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất. Vậy thì ai mới là được xứng đáng gọi là pháp vương? Chỉ có Phật thôi. Tại vì Phật là vua của các pháp. Mà vua của các pháp nghĩa là gì? Là biết tất cả các pháp và có phương pháp để vượt tất cả các pháp. Ví dụ như Phật thấy người đó đang sân, này Phật biết rõ đây là pháp sân, và Phật biết cách nào để vượt cái pháp sân đó. Thí dụ bây giờ mình học đơn giản, mình thấy gặp người sân mình làm gì để cho cái câu chuyện nó nhẹ hơn, căn bản nói từ là nhẫn nại, phải không? Ô, gặp người sân tôi nhẫn đó, vì cái nhẫn đó là cái pháp để vượt cái pháp sân. Và thấy rõ ràng người đó sân quá trời, mình nhẫn mình không nói, nhờ vậy tự nhiên mọi việc nó lắng xuống. Lát nữa cũng người đó, đó tôi sẽ tới tôi nói chuyện, nhưng bây giờ tôi không nói bằng cái tâm sân. Hồi nãy người đó đang sân mà tôi nói nữa thì chuyện nó sẽ dở lên. Cái chữ nhẫn nại của nhà Phật nó không có nghĩa là nhịn nhục cho qua hết. Có những việc cho qua được, nhưng mà có những việc mình nhẫn để làm gì? Qua gì? Qua cái cơn giận lúc đó. Để rồi mai mốt mình sẽ trở lại câu chuyện này, nhưng người đó bây giờ đã lắng rồi, và người đó đủ bình tĩnh để lắng nghe câu chuyện giữa mình với họ. Qua nó có hai cách, một là qua luôn, hai là qua cái lúc đó, để rồi sẽ có cơ hội trở lại để giải quyết vấn đề. Có những buổi họp căng thẳng quá, thôi hôm nay mình họp tới đây thôi, xin tạm dừng buổi họp, và ngày mai xin trở lại buổi họp, tại vì bây giờ mọi người căng thẳng quá, mọi người cần ra ngoài để nghỉ ngơi chút lát, rồi chúng ta trở lại buổi họp. Cho nên có những cuộc sống, Đức Phật dạy pháp, quý vị nhớ chữ pháp vương là vậy. Cho nên mình gặp người nào mình muốn gọi pháp vương là không phải đâu. Chỉ có Phật mới gọi là pháp vương thôi. Tại vì Phật mới biết các pháp và vượt các pháp. Còn mình bây giờ chẳng những không biết các pháp mà pháp nào mình cũng dính hết. Có phải không? Tu mình cũng ham nè, mãi gì mình cũng thích đó, đó. Thì đó là sự thật. Cho nên tại sao mình tu mà khó thành là vậy đó. Tại tu thì cũng thích, nhưng mà mình còn thích nhiều cái bên ngoài nữa, mà cái bên ngoài nó lôi kéo mình. Thí dụ như giờ tụng kinh thì cũng thích, mà vừa vợ cho ngủ ngủ thích hơn. Tụng kinh thì cũng thích, mà giờ nếu mà mở ra chương trình nè, à, hát cho nhau nghe thế nào tôi cũng sẽ chọn hát cho nhau nghe. Tại vì bây giờ vô đây ngồi nghe có mình ổng à.
Không, nếu mà ngồi lại thì hát cho nhau nghe. Như Lai là vua của các pháp, là bậc chí tôn của các pháp, lành thay Thế Tôn. Nên thuyết nghĩa này cho các tỳ kheo, chúng con rồi sẽ vâng làm. Đức Phật nói á, Như Lai là vua của các pháp, thì các tỳ kheo bạch Phật á, chúng con Như Lai nên thuyết nghĩa này, chúng con sẽ nghe theo. Đức Phật dạy, các tỳ kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn dạy, người ở trong nhóm là tà có năm việc mà biết, đã thấy năm việc thì biết người này tướng trạng như thế nào, đáng cười mà không cười. Thôi qua đọc hết năm thứ ha. Việc đáng cười không cười, lúc đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác không xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý. Nên biết người này sống cái tướng trạng sai quấy, gọi là tướng xấu. Thì Đức Phật dạy có tướng trạng. Tướng trạng là gì? Tức là cái cách sống của họ, cái hình thức của họ, cái tướng đó. Hồi sáng mình nói tu tướng, tu tâm đó. Thì bây giờ cái nếu mình thể hiện cái cách sống này, cái tướng trạng sống này, thì mình chưa phải là người hoàn hảo. Tại sao? Tại vì việc đáng cười thì lại không cười. Chữ cười đây là gì? Không phải là cười, không phải là cười khinh chê, không phải là cười buông lung, mà cái niềm, cái sự hoan hỷ đó nó có mặt. Thí dụ như mọi người, người ta ngồi trong một cái buổi nói chuyện thì người ta cũng có những nụ cười thoải mái. Và những nụ cười thoải mái đó nhà Phật gọi là hoan hỷ. Trong cuộc sống nó có những nụ cười hoan hỷ. Nhưng mà rồi khi mình trở về cái trạng thái tu tập của mình đó, thì đó là nụ cười an lạc. Hai cái cười nó khác. Quý vị thấy Đức Phật Di Lặc á, Đức Phật mà bụng to, miệng bự đứng, lúc nào Đức Phật đó cũng cười kiểu gì? Cười hỉ hạ, cười mà nghĩa là hết ga. Đó là tướng trạng cười của hoan hỷ. Còn quý vị nhìn tượng Phật Thích Ca, có bao giờ Phật cười giống Phật Di Lặc không? Tại vì cái tướng trạng đó là nụ cười an lạc, nụ cười tĩnh lặng. Cho nên á, ở đây á, không phải là mình cười buông lung, nhưng mà đáng lúc nào hoan hỷ với mọi người, mình nên hoan hỷ. Cho nên Phật dạy việc lúc đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ. Thí dụ như bây giờ mình thấy á, các em mà người Việt của mình được sang ra nước ngoài đông, đi học, đi làm, thành công trong cuộc sống, rồi còn bảo lãnh gia đình ra, mình nghe thấy cái chuyện đó hoan hỷ lắm. Thành chiều có hoài có nói với quý vị đó, bây giờ cái mỗi một cái thời đại có những cái tốt người Việt đi vì những lý do khác nhau. Hồi xưa thời mình đi lý do khác, bây giờ các vị đi lý do khác, mà các vị sung sướng hơn, có phước báo hơn, đi không có phải khổ cực như ngày xưa. Một gì, một sống chín chết, đúng không? Nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta được gặp nhau trong niềm hoan hỷ hết. Rồi những cái gì mà chúng ta làm, mà chúng ta thành tựu được, chúng ta hoan hỷ hết. Có những việc làm trong cuộc sống mình thấy người khác làm bao nhiêu khó khăn mà ngày hôm nay hoan hỷ. Hai tuần lễ nữa ở Kelowna, chùa Tây Trúc, ngày 4 tháng 9 làm lễ hoàn nguyện. Thì các vị hỏi Pháp Hòa chứ sao không nói khánh thành, lạc thành. Pháp Hòa nói thôi, Pháp Hòa suy nghĩ kỹ rồi, mình làm việc nhỏ mà, phải không? Thì thôi bây giờ mình hoàn nguyện thôi. Nghĩa là gì? Hoàn tất cái tâm nguyện của mình, đó là một sự hoan hỷ. Khánh thành nghe lớn quá. Mình làm việc nhỏ thôi, vậy mình dùng chữ đơn giản, hoàn nguyện. Lễ hoàn nguyện có nghĩa là thật ra nó một hình thức khánh thành đó. Nhưng mà hoàn nguyện là gì? Là cái niềm vui khi chúng ta hoàn tất cái tâm nguyện của mình. Pháp Hòa ví dụ như mình thấy hai chị em kia xích mích, mình tìm mọi cách mình hàn gắn,
bữa nay hai chị em vui vẻ với nhau rồi thì mình cũng hoàn nguyện rồi, phải không? Đó là mình hoàn tất cái tâm nguyện của mình, làm cho hai chị em đó đã hàn gắn lại với nhau. Cái ngôi nhà thờ đó bỏ phế 80 mấy năm, rồi cái cộng đồng Phật tử ở Kelowna suốt cả 5-6 năm trời, cả chục năm trời thai nghén cái tâm nguyện muốn xây một ngôi chùa. Mà rồi từ khi mua được cái cơ sở đó rồi để hoài cũng chưa đi được tới đâu. Thì khi Pháp Hòa nhảy vô hốt hụi chót đó, tháng 5 2020, thì đầu năm 2020 là Pháp Hòa coi như là quyết chí là mình phải thực hiện cho đò rồi cái công việc đang dang dở đó. Chứ Pháp Hòa không phải là người khởi xướng, nhưng mà Pháp Hòa là người coi như là hốt hụi chót. Nhưng mà rồi cũng nhờ Tam Bảo gia hộ, nhờ Phật tử hộ trì, cái cuối cùng một ngôi nhà thờ cũ kỹ cả 80 năm bỏ phế ngày nay được tu chỉnh hoàn thành một ngôi chánh điện, một ngôi chùa rất là đẹp, rất là trang nghiêm. Tuy nó không lớn nhưng mà đủ để cho quần chúng Phật tử ở vùng đó mỗi tuần có nơi sinh hoạt trở về. Kể từ khi mà có cái chùa rồi, chủ nhật nào người Việt bắt đầu tập hợp về đó. Trước là tụng thời kinh, sau là ngồi ăn cơm, kế là tán dóc chọc chơi vậy. Nhưng mà có cái chỗ thì thôi, cái tâm nguyện của mình đã xong. Vậy thì trong cuộc đời mình không phải mình xây dựng một cái gì lớn lao mới gọi là khánh thành hay hoàn nguyện, mà quý vị hãy hoan hỷ giữa những cái tâm nguyện gì nhỏ dù nhỏ mình muốn mà đã xong. Ví dụ đưa con mình qua đây đi học, giờ mình thấy con mình nó chịu khó, nó học hành, nó thành tựu được rồi, mãn nguyện chưa? Hoàn nguyện rồi. Hoàn nguyện một giai đoạn, rồi giờ con mình nó bắt đầu nó đi làm rồi, có thể nay mai nó quen biết với người nào đó, rồi nó bắt đầu nó có thể nó cưới vợ, nó lấy chồng, thì mình hoàn nguyện cái bước thứ nhì là con mình nó thành gia thất. Rồi mai này nó cũng có con, sanh con ra tốt đẹp, mình cũng mãn cái nguyện. Nói chung rồi Phật tử mình cũng như thế, mấy chục năm xây dựng chùa, ngày nay mọi việc nó đi vào khuôn. Mặc dù cái tốt người cũ dần dần đi diện ông bà hết rồi rồi một tốt thì già bệnh, nhưng mà mình cũng mừng bắt đầu cái tốt trẻ từ từ đi tới để mà tiếp nối con đường của mình. Đó là cái tâm nguyện của mình. Cho nên á, Pháp Hòa cũng có một phần mãn nguyện là khi thấy các thầy mình đã dưỡng nuôi từ nhỏ, mình dạy dỗ và mình đem bao nhiêu cái tâm huyết của mình gửi gắm cho các thầy, và bây giờ mình thấy các thầy ít nhiều cũng phụ với mình trong cái tâm nguyện làm Phật sự hoằng pháp lợi sinh ở hải ngoại này. Cho nên Pháp Hòa cũng mãn được cái nguyện, tức là mình cũng hoan hỷ được những việc của mình làm. Thưa đại chúng, mình tập mình hoan hỷ từ cái việc nhỏ cho đến việc lớn thì tự nhiên con người mình nó cũng nhẹ nhàng ra. Thí dụ như con mình mới bắt đầu nấu ăn, mặc dù nấu không ngon nhưng mình thấy nó có thiện chí chịu khó nấu ăn là mình mừng rồi. Chuyện ngon dở tính sao, còn mình không có hoan hỷ chuyện đó, mình cứ focus, mình cứ chú tâm vô phải nấu cho ngon như mình vậy, sao được. Cái quan trọng là mình phải tiếp nhận những cái bước khởi đầu của một người mới vào trong công việc. Đó, cái chỗ mà mình đáng hoan hỷ nên hoan hỷ, để mình có được cái tướng trạng hoan hỷ, để cái tướng trạng mình sống chân chánh. Thứ ba là gì? Đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ. Có nhiều khi có những cái cảnh khổ mà mình cần khởi cái tâm thương mình lại không khởi. Có những người người ta bệnh tật nhưng mà lúc đó mình nhìn mà mình không khởi tâm từ, mình trước bị lúc đó là sao, bao nhiêu cái bực tức nó xâm chiếm mình rồi, bao nhiêu cái hận thù nó chiếm mất đó. Mình nói sao, đáng đời chết là vừa. Những cái câu nói đó nó thỏa mãn những cái bực tức, những cái giận hờn, những cái oán thù của mình, nhưng mà bảo đảm những cái đó chẳng qua mình nói là do cái tâm không quan hệ của mình nó xâm chiếm thôi, chứ trong chiều sâu của mình có thương, tại vì mình đã từng thương rồi.
mình từng thương người đó rồi, nhưng mà tại người đó đã làm cho mình từ cái thương trở nên cái ghét, từ cái yêu trở nên cái hận. Cho nên yêu nó cũng ba chữ, hận nó cũng ba nét, ba chữ yêu hận nó sát bên vậy đó. Chữ nhẹ, trong chữ nhẹ nó vẫn có dấu nặng à. À không? Cho nên đó, trong cuộc sống của mình cái gì nó cũng chỉ là tương đối à. Cho nên cái gì mà chúng ta thấy đáng hoan hỷ nên hoan hỷ, thấy ai làm việc gì tốt đẹp nên hoan hỷ, hơn là mình không hoan hỷ với những việc làm của người. Có đôi khi á, mình phải thấy cái con đường dài mà đừng có phiền não chi những cái sự việc nó nhỏ nhoi. Tại vì nhiều khi á, mình đánh đổ một con người mà trong cái đó mình biết người này có khả năng làm những công việc lâu dài hơn, thì mình hoan hỷ được cái đó, nó nuôi dưỡng dữ lắm. Cho nên đó, mình thấy con mình nó nhiều khi nó còn trẻ, nó làm những điều sai, nhưng mình đâu có bỏ con mình đâu. Mình luôn luôn làm sao kéo lại, vì mình biết đây chỉ là cái giây phút, do hoàn cảnh, do tuổi tác, nó mới lớn lên, nó ăn nghỉ chưa có tới, rồi nó bị bạn bè xấu chiêu dụ thôi. Chứ nếu mà mình đem hết tấm lòng của mình thì thế nào ít nhiều mình cũng kéo con được của mình. Mà nhiều khi mình đeo như nó 20 năm mà vẫn tiếp tục. Tại vì sao? Vì đó là cái tâm từ của người mẹ đối với con. Thì chúng ta cũng làm sao có cái tâm từ đối với chúng sanh như vậy. Đáng khởi tâm từ, không khởi tâm từ. Đáng xấu hổ thì không xấu hổ. Cái chuyện mình đáng cần phải hổ thẹn nên hổ thẹn. Cho nên tại đây Pháp Hòa đưa một cái ví dụ ha. Con người của mình á, mình có cái văn hóa. Chữ văn hóa là gì? Là mình biết đem những cái đẹp đi vào trong cuộc sống. Văn hóa là nét đẹp chứ không có gì hết đó. Cho nên người Việt Nam có văn hóa của người Việt, người Mỹ có văn hóa người Mỹ. Tức là mỗi quốc gia đều có cái đẹp của quốc gia đó. Và cái văn hóa của chúng, của con người là gì? Chúng ta biết có một cái đẹp là chúng ta biết tàm quý xấu hổ. Vì biết xấu hổ cho nên mình làm gì? Ngủ dậy phải đánh răng súc miệng, phải rửa mặt. Hằng ngày là phải quần áo mình phải mặc để làm gì? Để che thân. Mà khi mình che thân á, tức là mình không lộ những cái tướng thô xấu hổ. Cho nên mỗi ngày phải mặc quần áo, phải đánh răng súc miệng, phải rửa mặt, phải làm cho mình được sạch sẽ thơm tho, để mình đủ tự tin và đứng trước mặt mọi người mình không xấu hổ. Và cái người mà đôi khi mình để tránh đi cái sự gọi là mà quá đáng, thì đôi khi nói gì mình biết sợ mình lỡ lời, mình nói xin lỗi cho tôi nói này, xin lỗi cho tôi được trình bày kia. Rồi mình sau khi xong rồi mình còn kết thúc cái buổi đó, mình nói hôm nay tôi có làm gì sai, xin quý vị hãy hoan hỷ cho tôi. Đó là mình giữa con người với con người. Rồi đối với Tam Bảo, mình có hối lỗi mỗi ngày không? Bằng hình thức sám hối đó. Cho nên trước Tam Bảo mình thốt lên những lời sám hối đó, rồi mình bày tỏ những cái đó là gì? Mình nhận diện những cái sai và mình tàm quý xấu hổ, mình sám hối. Cho nên trong cuộc sống, một trong những cái đẹp đó là chúng ta biết tàm quý. Chuyện gì nên nói, câu gì mình nên nói, mà lỡ lời mình nói thì mình phải biết xin lỗi. Và vì đó là cái văn hóa. Con người là cẩn thận lời nói, nhưng mà bảo đảm cẩn thận cỡ nào cũng có những lúc nó sơ suất. Cho nên rồi cuối cùng chúng ta phải có cái lời xin lỗi. Đó là cái cách và đó cái văn hóa, cái đẹp. Mà nếu chúng ta có được như vậy, chúng ta luôn luôn thể hiện sống một cách chân chánh, không có lệch lạc, không có tà. Chữ tà là gì? Là lệch. Chữ chánh nghĩa là ngay. Người chân chánh ngay thẳng là luôn luôn thấy lỗi và xin lỗi. Còn người mà tâm mà chưa có bằng lòng với, có nhiều người có lỗi nhưng mà không nhận lỗi. Một là có thể không biết lỗi, hai là biết lỗi nhưng mà tại bản chất là thích
bản chất tự ái cao, không bao giờ chấp nhận xin lỗi ai hết, hoặc là thậm chí lờ luôn cái lỗi của mình coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà người Mỹ làm lỡ gì, excuse me. Rồi nếu mà số đông nữa, excuse us. Rồi đó là cái văn hóa. Mà chính người có văn hóa như vậy, cho nên lỡ mà tao có làm gì sai mà tao thốt lên cái lời đó trước, cái tự nhiên cái người này người thông minh, người biết nói lời xin lỗi trước để không làm ai phiền trách mình. Cái cuối cùng là gì? Nghe lời lành thì để ý. Thường thường á, mình nghe cái lời lành á, mình để ý nhưng mình mau quên nó. Nhưng mà cái lời mà không lành á, ví dụ như ai đang nói gì rù rì, mình hay để gì? Để ý nghe có nói gì. Mà mấy câu đó nó nhớ dai dữ lắm. Đó là sao? Đó là cái tập nghiệp của chúng sanh chứ gì đó. Cho nên tại sao chúng sanh mình gọi là cuộc sống của chúng là kiếp trược, phiền não trược. Phiền não là gì? Là những cái gì nó làm rối tâm mình đều là phiền não hết. Mà chúng sanh mình biết phiền não nhưng mà hay đi tìm những cái phiền não đó. Quý vị mà nghe ai nói gì xa bên rù rì bên dách coi, cái mà tự nhiên có khuynh hướng để tay vô xác chết nghe khỏi nói gì. Đi ngang thấy người ta gặp mình nói rù rì, cái để ý coi nói gì. Có phải mình đi tự đi tìm chuốc cái phiền não đó? Rồi đó là mình nói những cái chuyện mà nhỏ nhỏ. Rồi cái chuyện mà người ta, thí dụ người ta nói thẳng thừng với mình coi, mình cũng sẽ dính vào những lời nói đó để làm cho mình khổ đau ngày này qua tháng khác. Mà trong khi đó, hỏi có nghe pháp không? Trời, tôi nghe mỗi ngày. Trong bếp tôi cũng nghe nè, trong xe tôi cũng nghe nè, nấu ăn tôi cũng nghe, quét nhà tôi cũng nghe, ngủ tôi cũng nghe luôn. Mỗi giới dân phòng. Tại vì sao? Tại vì chúng ta khó mà để ý cái lời lành. Mặc dù thích nghe, nhưng mà chúng ta không ghi nhớ được điều lành. Vì vậy mà chúng ta bị phiền não nhiều hơn. Cho nên đó, mình phải thấy cái tập nghiệp của chúng sanh. Cái tập nghiệp là gì? Cái thói quen. Tập nghiệp là cái thói quen mà chúng sanh mình thường hay huân tập để cho nên mình thành một cái xấu, một cái bệnh đi. Ai lớn lên biết hút thuốc đâu, mà hỏi đi học đều biết hết, hút thuốc, nám phổi. Vậy mà lớn lên cái tự nhiên đi kiếm thuốc hút mà. Hút điếu chưa đủ, hút hai điếu, hút riết cho nó ghiền. Ghiền rồi chẳng những gì, bỏ tiền ra mua độc tố để về nám phổi, rồi bỏ tiền ra mua độc tố về cho nó cháy gan. Có phải là mình đi mua phiền não, mua bệnh tật, mua khổ đau? Và trong khi đó có những cái nó free. Chùa để kinh sách free, ai lấy đâu? Còn cái gì mà mình phải trả tiền mà nó làm cho mình buồn khổ theo nó thì mình thường chạy theo. Cái đó không có gì tội lỗi cả. Nhưng chúng ta nói để chúng ta thấy cái cách sống của chúng sanh và vì sao chúng ta khổ. Chúng ta khổ là tại vì mình thường bỏ đi những cái vui an nhàn tĩnh lặng mà mình chạy theo những cái thú rộn ràng phiền não để nó làm cho mình dây dẫn khổ đau. Đó là cái tập nghiệp của chúng sanh thôi. Vậy thì bây giờ mình tu tập để làm gì? Hồi sáng mình nói đó, tu là sửa đó. Mà mình trước hết là phải thấy rõ cái gì để sửa. Đó là chúng ta thấy được cái cách sống của chúng ta. Khi mình thấy được cách sống của mình, mình nhìn lại cách sống của mình để mình chỉnh đốn lại thì gọi là sửa. Thường thường mình để ý con mình nó mới sanh, hễ đứa nào mà đi nhón gót là mình la, mình thậm chí mình còn đánh nó nữa. Để chi? Để nó bỏ cái tật đi nhón gót. Tại vì đối với quan niệm của mình là mình con đi nhón gót là không tốt. Hỏi sao không tốt? Khổ. Hay là mình nói cách khác là nói đơn giản thôi, đi nhón gót là tướng xấu. Cho nên mình tìm mọi cách mình chỉnh đứa con mình không cho nó đi nhón gót. Hồi nhỏ mà thấy đứa nào mà cầm tay trái nè, cầm đũa tay trái nè, cầm viết tay trái là đánh. Đánh đến khi nào nó bỏ được cái cầm tay trái nó. Bị vì mình quan niệm là phải cầm tay phải.
Đó là mình nói ví dụ vậy, tức là mình thấy cái gì mình không đúng là mình phải chỉnh cho nó đúng lại. Mình treo một cái gì á là mình phải treo cho thật ngay. Ví dụ như mình treo cái hào quang hay là mình để tượng Phật, ai mà để méo được, phải chỉnh. Dù một chút cũng phải chỉnh. Thì mình ở đây phải là đưa một cái ví dụ là có những cái chúng ta rất muốn chỉnh cho ngay, thì chúng ta phải chịu khó đo đạc, nhìn ngắm. Thì bản thân của chúng ta cũng thế, muốn được chỉnh đốn là phải đo đạc, nhìn ngắm làm sao để mà chúng ta chỉnh. Bằng chứng nè, sáng nào mà không đứng trước kiến ngắm, nhìn là phớt phớt rồi nha, còn ngắm nó mới nghía. Mình có ngắm thì người ta mới nghía. Nghĩa là mình đứng trước cái kiến là mình ngắm mình cho kỹ. Tóc make sure là phải đẹp nha, chải cho nó ngay nha, trên cái cà vạt thắt sao cho nó đúng, áo mặc sao cho đúng. Các thầy tu cũng vậy thôi, đắp cái y lên cũng phải ngắm chứ, ai mà tròn lên đi ra ta tưởng quấn gấm mền. Đắp cái y phải chỉnh cho nó ngay, người ta nhìn mình đắp cái y mà nó có cái tướng, nó thể hiện được cái tăng tướng trên cái lá y của mình. Có nhiều khi mình đắp cái y mà mình không để ý, rồi đắp vô nó quằn quện, nó nhăn nheo, rồi nó tuột, nó nhìn giống như tấm vải mình tròn vô vậy. Cho nên một người tu cũng thế thôi, mình mặc cái áo, mình đắp cái y cũng phải ngắm. Mặc dù mình gài cái nút, nó lệch có một nút thôi, mà ra đường thế nào ai thấy cũng chỉ sửa lại cái áo. Mặc dù nó cũng là một hàng nút mình gài, nó chỉ lệch một nút thôi, người ta cũng thấy liền. Thế mới biết tại sao tờ giấy mà cầm lên mà cả tờ giấy không ai thấy, mà chỉ thấy chấm đen trên tờ giấy. Cả cái áo đẹp không ai đấy vậy để nút gài không đúng thôi. Mọi người có thấy không? Đó là cái cách tập nghiệp của chúng sanh. Cho nên hàng ngày chúng ta thấy, cho nên mình muốn thấy được mình không gì hơn là mỗi ngày phải trở về. Vì vậy mà có thiền sư người Việt Nam của mình, ngài đề xướng một cái pháp tu. Pháp tu của ngài là gì? Mỗi ngày phải nhìn ngắm lại mình, phải quán chiếu soi rọi lại mình, vì đó là bổn phận chính yếu của mọi người. Phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Soi lại chính mình là cái việc làm, là cái bổn phận của chính mình, mà không phải từ bên ngoài mà có được. Không ai ngắm mình bằng mình tự ngắm. Mà để cho người ta cứ tối ngày cứ ngắm nhìn mình hoài á, phải không? Là người ta có chỗ để người ta chê. Cho nên á, thế nào rồi mình trước khi mình bước ra sân, ra cửa, đi làm, đi học, đi đâu, chưa thế nào cũng phải bước vô kiến nhìn cho ra, để đủ tự tin chứ. Đủ tự tin chứ. Pháp Hòa thấy có nhiều đứa nó còn vui nữa nghe. Nó không biết nó muốn tới nói chuyện với ai, cái nó tự đưa tay lên miệng nó khà ra cái. Nếu mà cái mùi hôi nó bát trở lại nó biết nó bát breath rồi nó phải đi tiếp. Nó rất là thực tế vậy đó. Trước khi nó tới nói chuyện mình, nó đứng khà miệng cái, nó make sure là mình đủ tự tin mình mới dám đứng tới gần người khác nói chuyện. Thì như vậy mình mới thấy rằng đó, rõ ràng trong cuộc sống mình có lúc mình phải nhìn lại mình, và đó là mới có tu tướng thôi, thấy không? Tu cái tướng thôi. Thì bây giờ mình nhìn lại mình để mình thấy cái tâm, mà mình thấy được cái tâm mình thì mình chỉnh sửa được cái tâm mình, thì tâm tướng mình nó tương ưng. Tâm tướng mà nó tương ưng á thì ta nói sao, nội dung hình thức viên mãn, trình bày dĩa ăn đẹp, món ăn nấu ngon, nhà hàng nấu rất ngon, service rất dễ thương, cái áo rất đẹp mà người biết mặc cũng đẹp, cái son nó đẹp nhưng biết cách thoa nó mới đẹp, cái kem lotion thoa lên mặt mà dính bệt bệt, người ta cũng phải nói cho mình biết là mình phải làm sao cho nó tan đều ra. Chỉ có vậy thôi. Và tu tập nó chỉ có đơn giản là như vậy. Nhưng mà rõ ràng là mỗi ngày đây là sự thật. Và chúng ta đừng, mặc dù cái tướng nó chỉ là cái bề ngoài, nhưng cái bề ngoài nó cũng có được cái phần hấp dẫn của nó, và nó cũng có cái công năng, có cái hiệu lực của nó.
để nó làm sao mà nó tiếp, nó chiêu cảm được con người. Quý vị thấy bất cứ ở đâu, nó đều phải có những cái hấp dẫn để nó chiêu cảm mình. Nhưng nếu cái thiện hấp dẫn thì mình chiêu cảm thiện, cái xấu nó hấp dẫn nó chiêu cảm xấu. Thường thường casino là đèn dữ lắm, để chi nó làm nổi bật. Nổi bật mà người nào mà có cái tâm đó thì đi tìm. Cho nên những quán bar, những cái nơi chốn nào mà nó có tính cách nó nhộn nhịp, nó chiêu dẫn con người, nó phải có những ánh đèn. Và ánh đèn như thế nào để nó chiêu cảm. Cho nên người ta hay nhắc mình khi mình sắp mất phải khai thị và phải luôn luôn quán tưởng đến cái ánh sáng nhẹ nhàng trong sáng của Đức Phật. Tại vì khi mình đi sắp vào cảnh giới đó thì có rất nhiều những ánh sáng nó có thể nó chiêu cảm mình. Và có những ánh sáng nó sẽ đưa mình tới cái chỗ lầm, chỗ đọa lạc, chỗ khổ đau. Cho nên vì vậy mà nếu mình đủ duyên, hàng ngày mình quán tướng Đức Phật, quán ánh sáng trong lành của Ngài, quán cái ánh sáng hiền diệu của Ngài, hay quán hình ảnh của Phật. Tại vì nếu không thì những hình ảnh khác nó có thể nó lôi kéo mình. Vì đó là một trong những cái cách mình tịnh tâm, bằng cách là quán tướng Phật. Thí dụ mình thích Đức Quan Âm, thường quán hình ảnh Đức Quan Âm. Mình thích Phật Di Đà, thường quán hình ảnh Phật Di Đà. Mặc dù nó là cái tướng phụ thôi, nhưng mà có một giây phút nào đó cái tướng nó rất là giúp mình. Hôm qua có một em, nó viết cho qua một lá thư. Thì cái em này thường nó từ nhỏ tới lớn là nó hay đi chùa lắm, nó hiền lành lắm, nó hay lên nó hỏi chuyện Phật Pháp này kia. Thì nó hôm qua nó viết cho qua cái thư, nó nói: thầy, tối hôm qua con chiêm bao, con thấy thầy dẫn con đến một thánh tích, mà con với thầy quỳ xuống lại thánh tích đó, và con với thầy cùng khóc, khóc một cách nghe là nức nở, mà hình ảnh rất là đẹp. Mà đến khi con giật mình dậy, cái hình ảnh đó vẫn còn ở trong tâm thức của con. Thầy ơi, con chưa bao giờ suy nghĩ tới những cái chuyện này, mà tự nhiên bữa nay đâu nó xuất hiện trong giấc chiêm bao này. Và con nghĩ rằng con có cái thiện duyên với Phật Pháp, con mong rằng thầy đừng bỏ con, và hy vọng một ngày nào đó khi con muốn trở về với con đường tâm linh này, thầy là người tiếp nhận con, dẫn dắt cho con. Nó viết cho Hòa một cái lá thơ bằng tiếng Anh, tại vì nó không biết tiếng Việt. Nhưng mà ở đây Hòa mới nói, tất cả cái tướng nó đều là tạm, nhưng mà có những cái tướng lành giữa tạm, mặc dù là tướng tạm nhưng mà giữa lành và xấu, chúng ta tiếp nhận cái thiện chứ, phải không? Tướng đẹp cũng già, cũng nua, cũng bệnh hoạn, cũng chết. Tướng xấu cũng già, nua, bệnh hoạn, chết. Nhưng mà đa số mình vẫn thích đẹp à. Đó. Như vậy thì với một cái tâm sống hoan hỷ và tâm sống không hoan hỷ, cả hai đều chết, nhưng mà hoan hỷ lúc nào cũng dễ thương hơn, chết nhẹ nhàng hơn. Với một con người sống tiếp xúc với mọi người mà tâm lúc nào cũng tự tại, ung dung, nhẹ nhàng trước mọi cảnh, mọi duyên, mọi người, mọi việc, với một người đụng đâu chấp đó, câu có mau mó, thì mình sẽ thích tiếp xúc một người này hơn. Cho nên đó là cái cách mà chúng ta hành trì. Đức Phật á, mặc dù Ngài không bao giờ dạy các thầy vận thần thông, nhưng mà có đôi lúc cần phải vận thần thông vì giáo hóa độ ai đó. Đó. Bà có kể câu chim kể, có cái bà đó bà keo kiết lắm, mà các thầy muốn độ cho bà bố thí để mà bà xả cái tâm keo kiết. Thậm chí Ngài Mục Kiền Liên vận thần thông lấy cái ngón chân hất cái nhà của bà, lật ngược lại cái nhà nó quay quay, nó muốn sập như nè. Bà nói: xin tôn giả ngừng tay, sau khi nhà tôi không sập tôi sẽ quy y. thì cái nhà bà ngưng lại, bà nói: tôi không quy y. Rồi cho bà thấy cảnh khổ, rồi bác phát nguyện tu, nhưng mà khi mà trở lại cũng không tu. Tự nhiên ngày bà gặp Ngài La Hầu La, bà tự bà phát nguyện bà tu. Đức Phật mới nói, các thầy mới nói: ủa sao kỳ vậy, những bậc cao túc của Đức Phật mà còn không độ được, mà tại sao Ngài La Hầu La độ được? Đức Phật nói: không có gì ngoài cái duyên. Và trong vô lượng kiếp, bà này từng là mẹ của Ngài La Hầu La. Cho nên đời này mình gặp nhau á,
mình thương quý nhau, mình kính trọng nhau, mình gần gũi nhau, mặc dù là bạn thôi mà thân thiết. Mình biết chắc một điều rằng cái này không phải mới duyên đời này, nhiều đời nhiều kiếp mình đã là bà con quyến thuộc của nhau. Pháp Hòa gặp quý vị ở đây là hơn năm nay là đúng 20 năm nè. Mình đời trước không bà con quyến thuộc, đâu dính tới giờ. Phải bà con. Nhiều khi đời trước em hẹn xong em đi luôn. Cho kia đến kiếp này mới dụ lại. Có những pháp hội Pháp Hòa nói cả 1-2 ngàn người nghe, nhưng mà về Hải Đức hay về Cà Lô Đà hay về Chánh Tâm hay về những cái vùng nhỏ hơn, đôi khi chỉ lan hoe có mấy người, nhưng mình đâu có bỏ đâu, phải không? Tại vì tất cả các duyên đều là duyên hết, dù nhỏ hay lớn đều là duyên thiện. Mình gặp nhau để mình nói Phật Pháp chứ đâu phải để cái lộn, phải không? Thành nữ ra nên trân quý các duyên mà chúng ta gặp được, và nên tiếp nhận những gì trong cuộc sống, phải không? Chuyện đáng hoan hỷ nên hoan hỷ, chuyện đáng mừng nên mừng, chuyện đáng tán thưởng nên tán thưởng. Và chúng ta làm sao cái thiện lành nó tăng trưởng trong cộng đồng, trong đại chúng, để cho cái pháp ác, cái pháp phiền não mỗi ngày nó lui đi. Mình sống với nhau mình biết giữa hai người kia có những cái trục trặc, đừng chế thêm, đừng có tác thêm nữa, vì đó là pháp bất thiện. Và đời nào mình tạo duyên này thì thế nào rồi trong cảnh, trong một lúc nào đó đủ nhân duyên mình cũng sẽ trở lại gặp cảnh đó. Cho nên tại sao cái thầy tỳ kheo kia đi tu 7 lần mà mới được đó, là tại vậy đó. Ông không có khuyến khích người tu mà ông xúi người ta ra đời mà. Cho nên rồi đủ duyên ông trở vô ông tu, nhưng mà chính cái đường tu của ông trục trặc, phải gặp nhiều cái khó khăn, vậy phải thôi. Cho nên mình tạo cái duyên lành cho nhau vẫn tốt hơn. Rồi chúc đại chúng an lạc, làm sao mỗi ngày có được cái tướng trạng tốt ở nơi mình, bằng cách là chuyện đáng cười, chuyện đáng hoan hỷ, chuyện đáng tán thưởng, đáng khởi tâm từ, nghe lời lành nên ghi nhớ. Mà không nhớ lời lành thì mình sẽ nhớ những lời khổ, và chính lời lành nó giúp cho mình được tăng trưởng. Thí dụ quý vị học thuộc một vài bài kệ tốt lắm, để giúp cho mình mỗi ngày trong cuộc sống. Ai làm receptionist thường nghe điện thoại, nên viết cái bài kệ để ngay cái chỗ điện thoại. Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêm. Viết cái bài kệ đó dán ngay cái phone, để mỗi lần mình, trước khi mình nhắc cái phone lên, mình trả lời ai đó, thì cái bài kệ nó đi ra, nó nhắc nhở mình, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêm. Còn các vị mà mình hay thỉnh chuông, thỉnh mõ, tụng kinh cho đại chúng nghe đó, mình luôn luôn tâm nguyện rằng, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Nói được như vậy rồi, cái tiếng chuông của mình nó sẽ nhẹ ra, mặc dù mình nãy mình vừa cầm dùi lên dưới đầy sự phiền não, bực bội lắm, nhưng mà nhờ hai câu đó nhắc mình, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Anh làm sao đó, làm tiếng chuông anh mà nghe người ta bực bội, người ta nói trời ơi, tôi nghe tiếng chuông tôi nghĩ tu luôn, tôi muốn là mình có lỗi. Tiếng chuông mình phát ra như thế nào để mà người khác thấy được cái sự bình an từ cái nội lực của mình. Chúc đại chúng an lạc.